Chương 1940, phân rõ giới hạn. Chỉ có hai người các nàng, những người khác không có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Bất quá mọi người cũng hiểu rõ, là nam nhân chắc chắn sẽ có một ít truy cầu, hơn nữa nữ hoàng và nhu yêu nữ quả thực có mị lực kinh người. Những người khác cũng liên tục cáo từ, chỉ cảm thấy nơi này chính là một thùng thuốc nổ, tùy thời sẽ nổ tung. Đợi ở nơi này quả thực quá không an toàn, tiểu Hàn Tử có phong thái của cầu gia, nhãn qua phải bị nhổ lông giao thủ với mỹ nữ dù sao cũng phải chiếm chút tiện nghi. Tiểu đệ như ngươi cầu ra nhận, đại hắc cầu dùng bốn chân chạy tới, lại khiến cho người phó ra sợ hãi, liên tục lùi về phía sau. Đầu đại hắc cầu này quả thực là tai tinh, ai gặp vào người đó sẽ không may. Không thấy sao, lang Hàn chỉ bị nó vẫy tay một cái là lập tức kết thù với thế lực tiên vương hay sao? Phó Cao Vân này thảm rồi, còn không phải sao, hắn là một trong bốn người thừa kế của phó gia, có xu thế đứng đầu là vì có hai vị đan sư ủng hộ. Mà phần ủng hộ này tới từ Lăng Hàn, nhưng bây giờ Lăng Hàn đắc tội với người thừa kế của thế lực tiên vương, Phó Cao Vân còn dám không phủi sạch quan hệ với Lăng Hàn hay sao? Không phủi sạch quan hệ, tốt, như vậy đại lão trong gia tộc sẽ thu hồi địa vị người thừa kế của hắn. Nếu không, không phải là thị uy với thế lực tiên vương hay sao? Tất cả đều là bởi vì đại hắc cầu này phất phất chân, nói vài lời, hoàn toàn chôn vùi Phó Cao Vân. Người thử nói xem, đầu đại hắc cầu này có phải là tai tinh hay không? Ngay cả đám người trình chung cũng vậy, vẻ mặt lập lè, bọn hắn đang suy nghĩ xem có nên phân rõ giới hạn với Phó Cao Vân nếu như Phó Cao Vân không phủi sạch quan hệ với Lăng Hàn hay không? Lăng Hàn im lặng, đại hắc cầu trước sau chỉ là cái miệng đê tiện. Nhưng mà lần này đối tượng nó mở miệng lại quá cường đại, lập tức khiến cho hắn bị cô lập. Ánh mắt mỗi một người nhìn về phía hắn đều hận không thể giữ khoảng cách xa vạn dặm với hắn. Lăng huynh đệ, Phó Cao Vân mở miệng, Lang Hàn khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần nói tiếp. Ta sẽ không làm liên lụy tới Cao Huynh, cáo từ. Hắn không nói hai lời, mang theo nữ hoàng và Thiên Phượng Thần nữ rời chiến hạc. Phiêu Nhiên đáp xuống, hắn cũng coi như là bằng hữu một hồi với Phó Cao Vân, hắn không thể làm liên lụy tới bằng hữu. Mỗi người một việc, đều phải tự chịu trách nhiệm. Ai bảo hắn bị đầu đại hát cầu này chơi xỏ chứ? Phó Cao Vân thở dài trong lòng, hắn phải lấy đại cục làm trọng hiện tại chỉ có thể nói một tiếng có lỗi với lăng hàn đợi sau khi mưa gió qua đi rồi lại nói tiếp thế nhưng chính hắn cũng biết đắc tội với người thừa kế của thế lực tiên vương nào có dễ dàng thoát thân như vậy đừng nói là thế lực tiên vương ngay cả hắn nếu như bị người ta làm nhục như vậy gia tộc sẽ khống chế người nọ chờ hắn đủ cường đại lại tự tay báo thù này lại hắn chỉ có thể âm thầm hy vọng sau khi lăng hàn tiến vào tiềm long bí cảnh có thể lợi dụng cơ hội này chạy thoát khá tốt may mà hắn đã sớm giao huyết long giáp cho lăng hàn tiểu hàn tử đợi cẩu ra a à, đại hắc cẩu ở phía sau gọi một đường đuổi theo tiểu hắc người có phải là tai tinh chuyển thế hay không sao mỗi lần ở gần ngươi đều không có chuyện gì tốt vậy lăng hàn thở dài ai nói đại hắc cẩu ra vẻ giận dữ bất mãn nói ngươi không nên vụ oan cho bổn tọa nếu không bổn tọa sẽ cắn nát mông ngươi lại nói mông của nữ oa kia cũng không tệ vừa trắng vừa mềm xúc cảm có lẽ vô cùng tốt nha. Ngươi thực sự là chó sao? Lăng Hàn im lặng, tiểu tử, ngươi có thể mắng cẩu ra nhưng không được làm nhục cẩu ra. Đại hắc cẩu vỗ ngực, không thể giả được, thuần trùng tới mức không thể thuần trùng hơn. Nữ hoàng thì lạnh lùng nhìn đại hắc cẩu, bởi vì đầu đại hắc cẩu ngu xuẩn này mà làm cho Lăng Hàn không thể theo đuổi cửu chuyển mị thể kia, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Khá tốt, may mà tiềm long bí cảnh sắp mở ra, ở nơi đó có thể gặp được nhu yêu nữ một lần nữa. Bằng không thì bá vương ngạnh thương cung, dùng tính cách không quan tâm tới người trong thiên hạ của nữ hoàng, suy nghĩ như vậy cũng không có một chút áp lực nào. Ba người lăng hàn tìm nơi ở lại trong hoang nguyên, dù sao cũng có hắc tháp. Mấy ngày sau lại có chiến hạm tới, lăng hàn lập tức nhìn thấy chiến hạm có tiêu chí của thái âm giáo. Bác huyền minh nhất định cũng tới, hắn ta mới là nhị trảm, có lẽ còn có thánh tử khác nữa. Lăng hàn vuốt vuốt cầm, dù sao đã đắc tội với tử hà băng vân, hơn nữa lại phân rõ giới hạn với phó cao vân. Vậy sau khi hắn tiến vào tiềm long bí cảnh cũng nên thống khoái đại náo một trận A. À. Cái gì mà thánh tử thánh nữ, người thừa kế, một khi ta thấy khó chịu sẽ tiêu diệt tất cả. Đám người này cho rằng hắn là tiểu nhân vật có thể tùy ý bắt nạt sao. Oanh, trong tiếng nổ cực lớn, sương mù trên hoang nguyên chấn động, tạo thành lộ cái lối đi. Tiềm long bí cảnh rốt cuộc cũng mở ra. Tiềm long bí cảnh rốt cuộc cũng mở ra. Ba ngàn vạn năm một lần, mỗi khi tới thời điểm này trong bí cảnh sẽ có một ngọn núi lửa phun trào bắn ra một lượng lớn huyết long thạch, đồng thời ngăn chặn khí thức cuồng bạo trong bí cảnh, khiến cho người ta có thể tiến vào. Bởi vậy động tính vô cùng lớn, cách xa vạn dặm cũng có thể cảm ứng được, huống chi là đám người lang hàn ở ngay gần đó. Trên chiến hạm, từng đạo thân ảnh bay xuống, rơi về phía bí cảnh. Trên thân đại bộ phận người đều mặc khải giáp màu đỏ thấm, rất ít người ăn mặc như bình thường. Những chiếc khải giáp màu đỏ này chính là huyết long giáp, nếu như không mặc thì không có cách nào còn sống trong tiềm long bí cảnh những người ăn mặc bình thường kia nhất định đã mặc huyết long giáp vào bên trong thân thể không mặc muốn chết sao ồ huyết long giáp của ta đâu có người đột nhiên kinh hô quả thực cực kỳ bi thảm ở chỗ cẩu ra cẩu ra mượn trước về sau trả lại đại hắc cẩu bắn ra lần này cuối cùng nó cũng thay đổi trang phục trước kia không còn mặc nội y nữa mà mặc vào một kiện khải giáp bởi vì khải giáp này thiết kế theo thân thể nhân loại cho nên đại hắc cẩu mặc vào đương nhiên chẳng ra một cái gì cả cũng chỉ có thể đứng thẳng người lên. Chỉ là, tuy rằng nó chỉ dùng hai chân sau nhưng tốc độ chạy trốn vẫn nhanh tới kinh người. chương 1941, bí cảnh mở ra. Đưa ta huyết long giáp, người nọ lớn tiếng kêu lên, đuổi theo đại hắc cầu. Phi, nhỏ mọn như vậy sao? Uồng cho cầu ra coi trọng ngươi. Đại hắc cầu xem thường nói, hai chân vung lên, lập tức biến mất không còn tung tích. Ai cần ngươi coi trọng a? À? Người nọ thầm mắng trong lòng không ngừng hắn cũng không dám cứ như vậy tiến vào tiềm long bí cảnh cho nên chỉ có thể tức tới đấm ngực rậm chân mà thôi ba ngàn vạn năm chờ đợi a à, thật vất vả mới kiếm được một danh ngạch tiến vào không ngờ lại bị người ta trộm đi huyết long giáp chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đi vào khiến cho hai mắt hắn đỏ ửng lên không được ta cũng phải đoạt lại một kiện hắn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh lập tức bổ nhào qua triển khai cướp đoạt tên còn lại đương nhiên không phải để chơi vội vàng phản kích ở nơi này có bao nhiêu người chứ một khi đánh khó tránh khỏi sẽ làm liên lụy tới người khác, lập tức dẫn tới hỗn chiến. Phanh phanh phanh, đại đạo sáng ong ánh, lực lượng quy tắc khởi động, loạn tới rối tinh rối mù. Lăng Hàn chỉ có thể bội phục mà thôi, năng lực gây tai họa của đại hắc cầu quả thực là đỉnh tiêm. Lăng Hàn nhận lấy cái chết, trong tiếng quát chói tai, rất nhiều cao thủ của phó gia phát động công kích với Lăng Hàn. Trước đó Lăng Hàn phi lễ tử Hà Băng Vân, tuy rằng Phó Cao Vân kịp thời chặt đứt quan hệ với hắn, nhưng mà như vậy cũng không được. Dù thế nào phó gia cũng phải cúi thấp người. Đương nhiên thủ hạ của Phó Tu Bình, Phó Băng Băng và Phó Thông Hải thì thực sự muốn tiêu diệt Lăng Hàn. Thủ hạ của ba người thừa kế đều có quái vật trong trảm trần cảnh, có danh xưng vô địch trong cảnh giới. Thoáng cái có ba người nhảy ra, triển khai chém giết về phía Lăng Hàn. Ánh mắt Lăng Hàn nhảy dựng lên, muốn nghênh đón, nhưng ngẫm lại vẫn kéo tay Nữ Hoàng chạy về phía Tiềm Long Bí cảnh. Hiện tại không đáng để khai chiến với những người này bởi vì hắn đánh có thắng thì cũng phải phí một phen công phu rất lớn thậm chí còn phải bộc lộ đại chiêu như cửu thiên hỏa huyền âm mẫu thủy hơn nữa thắng cũng không có chỗ tốt gì như vậy đánh làm cái dám a à. về phần thiên phượng thần nữ thì tiến vào hắc tháp chỉ có hai bộ huyết long giáp nàng cũng không tiến vào tiềm long bí cảnh được nữ hoàng quay đầu lại nhìn trong mắt phượng hiện lên vẻ lạnh lẽo không ngờ lại dám lộ ra sát ý với phu quân nàng thực sự là chán sống rồi điện tiềm triển khai Lăng Hàn và Nữ Hoàng rất nhanh đã biến mất trong sương mù. Tuy rằng bí cảnh mở ra, nhưng mà sương mù lại chưa tán đi toàn bộ, chỉ là không dày đặc như trước nữa mà thôi. Bên ngoài bí cảnh, Thiên Triệu Điền, Bắc Phú Hùng, Đằng Sâm, đám người này mang theo thủ hạ liên tục xuất hiện. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lăng Hàn, lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Nếu như có thể đánh chết Lăng Hàn chẳng phải sẽ nhấc lên quan hệ với Tử Hà ra hay sao? Vạn nhất như vậy Tử Hà băng vân sinh ra lòng ái mộ, lại để cho bản thân lấy được một công chúa thế lực tiên vương thì sao? Không phải từ nay về sau sẽ đi tới đỉnh phong của nhân sinh hay sao? Giết, bọn hắn đều lộ quyết tâm, chỉ cần ở trong bí cảnh gặp được lăng hàn, tất sẽ ra tay vô tình. Đi, những người này liên tục tiến vào bí cảnh, mà một lúc sau TSVC cũng từ trong không hạm rơi xuống. Thế nhưng lúc này nàng lại đi một mình, cứ như vậy tiến vào bí cảnh, vô cùng tự tin. Một lúc sau Lạc Trường Phong cũng hiện thân theo, hắn cũng chỉ có một mình, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy. Đi thôi, Phó Cao Vân vung tay lên, nhìn thấy Lăng Hàn tiến vào trong tiềm long bí cảnh, trong lòng hắn cũng âm thầm cầu nguyện thay cho Lăng Hàn, có thể lợi dụng bí cảnh này thoát khỏi tay tử Hà Gia. Sáu người trình chung gật đầu, đi theo phía sau hắn. Ly hận thành, tòa đại thành tam tinh này trước sau như một, vô cùng yên tĩnh. Tuy rằng trên tiên phủ còn có thăng nguyên, tiên vương, Thế nhưng càng hướng lên trên số lượng cường giả càng ít, thế lực Tam tinh ở Tiên vực tuyệt đối có thể xếp vào hàng thượng đẳng. Vệ binh ở cửa thành lòng lẻo, tính từ lần bị công kích trước của Ly Hận thành chính là 17 ức năm trước, là do phát sinh mâu thuẫn kịch liệt với một thế lực Tam tinh khác gọi là Thích gia. Thích gia phát động kỳ binh, xuất động 11 vị cường giả tiên phủ, mãi khi tới Ly Hận thành mới phát động tấn công. Trận chiến ấy phó ra trả một cái giá cực lớn, một vị lão tổ tiên phủ vẫn lạc. Năm người bị trọng thương, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Mà thích ra cũng không tốt hơn là bao, cho nên hai bên không thể không ngừng chiến. Nếu như tiếp tục chiến đấu, hai đại gia tộc sẽ đều xong đời, như vậy chỉ có tiện nghi cho thế lực khác mà thôi. Bởi vì quá lâu không có xảy ra chiến đấu, thủ vệ ở cửa thành đương nhiên rất lỏng lẽo, nếu như không phải là vắt chân chữ ngũ thì là nằm ngáy o o. Có quân địch, đột nhiên có một gã thủ vệ lớn tiếng kinh hô hắn cũng là ngẫu nhiên ngẩng đầu mới nhìn thấy trên bầu trời có một bóng đen xẹt qua, đang hướng về phía ly hận thành. Nhanh phát cảnh báo, một thủ vệ vội vàng từ trên tảng đá nhảy xuống, những binh sĩ còn lại ngẩng đầu, chỉ thấy đội bóng đen kia là Long ưng. Trên lưng mỗi một đầu Long ưng đều có một nữ nhân đang ngồi. Nữ tử cầm đầu toàn thân mặc khải giáp màu vàng, tư thế oai hùng như là chiến thần. Chỉ nhìn lên một cái, những thủ vệ này lập tức quỳ phịch xuống, chỉ cảm thấy tim, mật như sắp bị nổ nữ nhân kia quá cường đại vị đạo hữu nào đã giá lâm phó ra chúng ta sao lại hùng hổ dọa người như vậy trong ly thiên thành truyền ra một thanh âm già nua như là tiếng chuông khiến cho tai người ta sắp điếc nữ tử cầm đầu nhẹ nhàng khoát tay long ưng phía dưới thân dừng lại cứ như vậy lơ lửng trên bầu trời mà sau lưng nàng mười đầu long ưng cũng dừng lại động tác đều nhịp có một người tên là lăng hàn hiện tại đang ở trong ly hận thành đúng không nữ tử kia mở miệng Thanh âm không cao nhưng lại truyền tới vô cùng rõ ràng. Các hạ, các người xông vào phó gia ta, lại còn ăn nói như vậy, các người cho rằng phó gia ta dễ bắt nạt sao? Siêu, một đạo thân ảnh bắn ra, đứng ngạo nghễ trên không trung. Đây là một lão tổ tông của phó gia, là cường giả tiên phủ cảnh. Chương 1942, nữ kỵ sĩ thần bí. Nữ kỵ sĩ này lạnh lùng nhìn lão tổ phó gia, giống như đối phương căn bản không phải là cường giả tiên phủ cảnh mà chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi đây là miệt thị bực nào chứ lão tổ phó gia này gọi là phó đông tuyết từ hơn ngàn ước năm trước đã thành đạo có được tính mạng dài rằng dặc vô cùng hắn cũng không phải là người mạnh nhất trong phó gia chỉ có thể được xếp đếm ngược từ dưới lên nhưng mà tiên phủ là tiên phủ dù chỉ tu ra một bí phủ thôi cũng là cường giả vô thượng nếu như đổi lại là người khác khinh miệt hắn như vậy hắn đã sớm dùng một cái tát trục chết nhưng mà đối với nữ kỵ sĩ này hắn cũng không dám đối phương cũng là tiên phủ cảnh Đạt tới độ cao như bọn hắn, chỉ cần khí tức không lộ ra là không có cách nào đo lường được tu vi của đối phương. Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên Phó Đông Tuyết mới có chút kiêng kỵ, không dám ra tay một cách đơn giản, sợ đụng vào khối sắt. Nếu lão tổ như hắn bị đánh bại trước cửa nhà, như vậy sỉ nhục này sẽ vĩnh viễn đi theo sau lưng hắn. Bất quá lực lượng của Phó Đông Tuyết vẫn rất đủ, mặc dù đối phương có 11 người, nhưng mà người cầm đầu đã đạt tới tiên phủ cảnh, còn lại toàn bộ đều là phân hồn cảnh. Đây đương nhiên là một đội hình rất mạnh, thế nhưng chỉ có thể khiến cho phó gia coi trọng chứ chưa đủ để làm phó gia sợ hãi. Đương nhiên nếu như có thể không xảy ra chiến đấu, như vậy phó gia cũng không muốn liên lụy với cường giả tiên phủ cảnh. Vô luận thế nào đều là tự tổn tám ngàn. Lang Hàn ở đâu? Nữ kỵ sĩ này lạnh lùng hỏi, không coi ai ra gì. Lang Hàn, Lang Hàn là ai? Tuy rằng gần đây Lang Hàn rất nổi danh, nhưng mà còn chưa tới mức có thể làm kinh động tới lão tổ tiên phủ cảnh bởi vậy tự nhiên phó đông tuyết không có khả năng biết rõ tên tuổi một chảm trần cảnh nho nhỏ siêu đúng lúc này chỉ thấy một đạo lưu quang dùng xu thế rất nhanh bay tới sau đó dừng lại hóa ra đây là một chiến hạm trên đầu hạm có một người ánh mắt của hắn đảo qua mấy người có mặt rồi nói tuyết lão quái lão phu tới chỉ điểm lấy người thanh âm của hắn ầm ầm như sấm sét đôi mắt phó đông tuyết không khỏi siết chặt nói hàn lạc người có ý gì mà lại chạy tới phó ra chúng ta đòi người hàn lạc lão tổ thế lực tam tinh hàn gia cường giả tiên phủ cảnh so với hắn đều tu ra một bí phủ hai người trong sinh mệnh dài đằng đẵng không biết đã giao thủ bao nhiêu lần có thể nói là hiểu nhau rất sâu hư một tiểu tử to gan lớn mật ở cổ giới dám hủy đi thân thể một hậu bối của ta lại ba lần bảy bận khiêu khích hàn gia chúng ta lão tổ tông đã phát ra tộc lệnh muốn giết chết kẻ này hàn lạc ngạo nghễ nói phó đông tuyết nhướng mày không ngờ lại ban bố tộc lệnh như vậy đã nói rõ quyết tâm tất sát của Hàn gia. Bất quá là tiểu tử nào ăn gan báo như vậy chứ? Kẻ này là ai? Hắn hỏi, Lăng Hàn, Phốc, Phó Đông Tuyết lập tức sặc, sắc mặt cổ quái không nói nên lời. Lăng Hàn, lại là Lăng Hàn, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? không ngờ lại có thể đưa tới hai cường giả tiên phủ cảnh. Nếu nói trước kia hắn chưa từng nghe qua cái tên Lăng Hàn, như vậy sau lần này đây chính là cái tên mà hắn vĩnh viễn không quên nếu như hắn biết rõ lăng hàn còn đắc tội với người thừa kế của tử hà gia tộc đoán chừng ngay cả một búng máu cũng có thể phun ra được đây quả thực là tai tinh a các hạ tiểu tử lăng hàn kia cũng làm tổn thương người gia tộc các ngươi sao phó đông tuyết nhìn về phía nữ kỵ sĩ nói đã không phải là người phó gia cũng không phải là hậu đại của thế lực phụ thuộc phó gia như vậy phó đông tuyết sẽ không do dự phán án tử hình cho lăng hàn tuyệt đối không thể vì tiểu tử này mà khai chiến với hàn gia hoặc là một thế lực tam tinh khác điều khiến cho hắn do dự chính là hàn lạc và nữ kỵ sĩ này lại tới từ hai thế lực khác nhau nên giao người cho ai đây ánh mắt nữ kỵ sĩ lạnh lùng không chút kiên nhẫn bảo ngươi giao người thì ngươi giao nói nhảm nhiều như vậy làm gì phó đông tuyết thiếu chút nữa tức chết dầu gì ta cũng là tiên phủ cảnh a thái độ của ngươi như vậy là sao hơn nữa là ngươi đang chạy tới cầu người thái độ như vậy cũng khó tránh khỏi quá kiêu ngạo a các hạ lang hàn này là của hàn gia ta hàn lạc nghe xong lập tức nói với nữ kỵ sĩ thanh âm tràn ngập kiên định hàn gia muốn bắt lăng hàn không chỉ đơn giản là báo thù mà còn là ngấp nghé bí thuật trên người lăng hàn trước đó bọn hắn hoài nghi lăng hàn có thể là truyền nhân của thế lực tiên vương nhưng về sau ngẫm lại dù thế nào cũng không giống bởi vậy nhất định lăng hàn đã nhận được một phần di bảo tiên vương đã thế thì nhất định phải bắt lấy lăng hàn rút lấy hồn rồi cướp đi tất cả cho nên lăng hàn tuyệt đối không thể giao cho những người khác Ngươi đang uy hiếp ta, nữ kỵ sĩ nhìn về phía Hàn Lạc, ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia tình cảnh gì. Hàn Lạc bị đối phương nhìn vào, trong lòng nhảy dựng lên, giống như ngay cả trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, khiến cho hắn thiếu chút nữa đánh ra một quyền, giống như đối phương là mãnh thú và dòng nước lũ vậy. Hắn kinh hãi, rõ ràng đối phương là tiên phủ cảnh, sao lại khiến cho hắn có cảm giác áp lực cường đại như vậy chứ? Lăng hàn này phải do tự tay hàn ra ta đánh chết các hạ, nếu như Lam Hàn cũng đắc tội với các người, như vậy để Hàn gia ta giải quyết cũng được chứ sao? Hàn Lạc bắt đầu mềm giọng, nữ kỵ sĩ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Lập tức lăn, nếu không bổn thống lĩnh sẽ lập tức giết ngươi. Nàng mắt phượng dương oai, trong nháy mắt bộc phát ra sát ý vô cùng khiến cho ngay cả trời xanh cũng run lên. Trong lòng Hàn Lạc không khỏi bối rối, thế nhưng sau đó lại giận tím mắt. Hắn đường đường là cường giả tiên phủ cảnh, vô luận đặt ở tiên vực hay là địa phương nào đều có thể xưng một tiếng là cường giả. Cho dù đi tới thế lực tiên vương cũng được trọng dụng. Ngươi lại nói muốn giết chết ta, hóa, lão hổ không phát huy ngươi cho ta là con mèo bệnh sao. Hàn lạc cũng lạnh lùng nói, nữ nhân này quá ngạo khí, hiển nhiên không đánh không được. Võ giả nói chuyện, phân lượng thế nào cuối cùng phải xem nắm tay ai lớn hơn. chương 1943, Côn Bằng Cung. Tiên vương đại giáo, nữ kỵ sĩ lạnh lùng nhìn hắn, tay phải vươn ra, đập về phía Hàn Lạc. Tự tìm đường chết, lớn mật, Hàn Lạc thì hét lớn một tiếng, người cũng quá cuồng a. À. Nhưng mà sau một tiếng này hắn lại không tự chủ được há hốc mồm, hai mắt trợn rất lớn. Bởi vì lúc này nữ kỵ sĩ ra tay, dẫn động khắp thiên thần hà, đại đạo hóa thành thông thiên trụ chân áp về phía hắn. Thật đáng sợ, quá cường đại, ngũ bí, bên cạnh, phó đông tuyết run giọng nói, hắn chỉ cảm thấy hai tay phát run lên. Tiên phủ là như thế nào? Kỳ thực tiên phủ cảnh được xưng là tiên phủ cảnh là bởi vì đem lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tu hành bí phủ. Tương ứng với tim, gan, tỳ, phổi, thận. Tu thành ngũ đại bí phủ được xưng là tiên phủ đỉnh phong. Nói cách khác, tiên phủ cảnh cũng có 5 tiểu cảnh giới. Phó Đông Tuyết chỉ tu ra một bí phủ, được xưng là nhất bí, nhất phủ hoặc là nhất tiên phủ. Thế nhưng nữ kỵ sĩ vừa ra tay hắn đã có thể kết luận, đối phương chính là cường giả ngũ bí. Tứ chạm chống lại nhất chạm. Đó là kết quả gì? Miểu sát a, à, thiên hồn chống lại dương hồn thì sao? Cũng là miểu sát a. À. Vậy ngũ bí chống lại nhất bí, vẫn là miểu sát. Oanh, thần hà tuôn ra, quy tắc chi quang chấn động, sau đó Hàn Lạc lập tức biến mất. Bị giết thành cặn bã. Phó Đông Tuyết chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, một cường giả tiên phủ cảnh, trong trăm vạn đại thành ở gần đều có thể hoành hành, lại bị người ta một chiêu miểu sát, thần hình câu diệt. Cái này, nữ kỵ sĩ này rốt cuộc có địa vị gì? Phó Đông Tuyết hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chuyện đã phiền phức lớn. Hàn Lạc chết ở Ly Hận Thành, trên địa bàn Phó Gia. Chuyện này dù thế nào Phó Gia cũng không có khả năng chối bỏ không còn một mảnh. Thậm chí sẽ bởi vậy mà toàn diện khai chiến với Hàn Gia cũng là chuyện không phải là không có khả năng. Thế nhưng tới bây giờ hắn còn có thể nói gì được nữa chứ? Đây là một cường giả ngũ bí, trước mặt đối phương, hắn quả thực như con sâu cái kiến vậy, rất là vô lực. Rốt cuộc Lăng Hàn là ai, sao lại bị hai đại thế lực tam tinh nhìn chằm chằm vào thậm chí còn bởi vậy mà một cường giả tiên phủ bị giết chết hắn vội vàng nói các hạ ta đi điều tra trong lúc bất chi bất giác thanh âm của hắn cũng thấp đi không ít trước mặt đối phương cũng chỉ có thể khiêm cung mà thôi cường giả ngũ bí a à, coi như là phó gia cũng chỉ có một vị phó đông tuyết bay trở về ly thiên thành lại sai người tìm hiểu tin tức về lăng hàn một bên thì thông báo cho đại lão trong gia tộc có một vị cường giả ngũ bí tới hắn căn bản không chống đỡ được a. À. Không bao lâu sau có từng đạo thân ảnh cường đại hiển hiện, đứng ngạo nghễ trên bầu trời, có người thân thể không lộ ra, nhưng lại được hỗn độn bao phủ, có khí tức đại đạo che lấp, khó lộ chân dung. Người mạnh như vậy tổng cộng có 9, là 9 cường giả tiên phủ cảnh của phó gia hiện tại. Mà người mạnh nhất của phó gia là phó thần binh cũng ở bên trong, được cường giả khác bảo vệ chung cơ nơ. Hắn nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, đây là hắn đã cố ý làm cho mình già hơn, nếu không dung mạo của hắn kỳ thực chỉ có 20 tuổi mà thôi. Phó thần binh quan sát nữ kỵ sĩ, vị này khiến cho hắn có cảm giác cao thâm mà chắc, nếu như bọn hắn khai chiến, ngay cả một điểm nắm chắc chiến thắng hắn cũng không có. Chỉ một lúc sau tư liệu về Lăng Hàn đã đưa tới. Chín đại cường giả chỉ dùng thần thức quét qua đã đem tất cả thu vào trong đầu, sau đó không ai không kinh ngạc. Biểu hiện của Lăng Hàn quá mức yêu nghiệt, thế nhưng làm kinh động hai vị cường giả tiên phủ là có chút quá mức hơn nữa vị nữ kỵ sĩ này thậm chí còn giết hàn lạc người không sợ hàn ra trả thù sao điều cổ quái là dù thế nào bọn hắn cũng không nhìn ra lai lịch của vị nữ kỵ sĩ này ngồi trên long ưng giống như đây là một tiêu chí vậy thế nhưng ánh mắt bọn hắn vụng về hoàn toàn không nhận ra đây là ấn ký của thế lực nào thật có lỗi lang hàn đi tìm long bí cảnh rồi phó đông tuyết nhận được thần thức truyền âm từ phó thần binh lại mở miệng nói với đối phương bởi vì lão tổ ngay bên cạnh cho nên lực lượng của hắn cũng đầy đủ khi nói lời này cũng rất rõ ràng mạch lạc nữ kỵ sĩ trầm ngâm một lát rồi nói tìm long bí cảnh ở đâu phó thần binh cuối cùng cũng mở miệng các hạ người muốn đi tìm long bí cảnh tìm lăng hàn sao nói nhảm nữ kỵ sĩ này không chút khách khí các ngươi đều là một đám ngu ngốc nàng mang theo một đám người từ tây tiên vực bay tới chẳng lẽ tới tòa thành rách nát này ngồi chơi một chút sao lớn mật các cường giả phó ra đều gầm lên người cũng quá làm càn a à. trước của phó gia giết người cũng không tính lại bất kính với lão tổ tông của bọn họ người này cho rằng phó gia bọn họ dễ bắt nạt sao phó thần binh cũng có chút bất mãn nói các hạ người ở trước cửa phó gia giết một vị cường giả tiên phủ cảnh của hàn gia chuyện này nhất định phải có một câu trả lời không có khả năng để cho phó gia chúng ta gánh vác nữ kỵ sĩ kia càng không kiên nhẫn nói cái gì mà hàn gia phó gia nếu như muốn câu trả lời đến côn bằng cung chúng ta không cần biết các ngươi là ai, bổn giáo tiếp hết. Côn bằng cung, người phó ra nhìn nhau, vẻ mặt đều mờ mịt, phụ cận có một thế lực như vậy sao? Tuyệt đối không có, đừng nói là trong thế lực tam tinh không có, cho dù là thế lực tứ tinh, ngũ tinh cũng không có cái tên này. Ô, chẳng lẽ ngươi là cường giả thích ra, giả mạo côn bằng cung gì đó tới giết người giá họa, để cho hàn gia và phó gia tử chiến đó chứ? Bất quá khả năng này cũng quá thấp, bởi vì thích ra cũng chỉ có một cường giả ngũ bí tuyệt đối không phải là nữ kỵ sĩ trước mắt này bộ dáng người này có thể giả mạo nhưng mà quy tắc thì không được hoàn toàn là hai người khác nhau hơn nữa đối phương đâu có trùng hợp như vậy biết rõ hàn lạc ngày hôm nay sẽ tới sau đó lại thừa cơ ra tay như vậy tỷ lệ này cũng quá nhỏ có lẽ chỉ là trùng hợp kỳ quái côn bằng cung rốt cuộc là cái quỷ gì các hạ không bằng ở lại tệ xá vài ngày dù sao một khi Tiềm Long Bí cảnh mở ra ít nhất cũng kéo dài 10 năm." Phó thần binh nói, "Hắn sẽ lập tức thông báo cho người Hàn gia, đợi khi người Hàn gia tới. Như vậy không quản các người giải quyết thế nào, dù sao cũng không có liên quan tới phó gia." Chương 1944, trùng hợp thượng. Nữ kỵ sĩ này càng không kiên nhẫn, nói, "Ta chỉ hỏi Tiềm Long Bí cảnh ở đâu, không cần các ngươi cung cấp ý kiến." "Các hạ, như vậy có chút quá mức a." Một cường giả tam bí mở miệng, dù sao lão tổ cũng ở ngay bên cạnh, đương nhiên hắn không sợ. Một đám ngu mốc ngứa ra, không bước ta động thủ thì khó chịu sao. Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói, tay phải nâng lên, oanh một tiếng, quy tắc ngưng tụ, bốn phía lập tức hóa thành một cái biển, có đại đạo thủy hệ chấn động. Oanh, một con cá lớn phá nước mà ra, lớn như núi, phóng về phía chín đại cường giả phó ra. Làm càn, phó thần binh nổi giận gầm lên một tiếng, người này thực sự to gan lớn mật, một mình đi vào phó ra, giết một cường giả hàn gia còn không tính không ngờ lại ra tay với phó gia bọn hắn quả thực không biết nên nói gì cho phải phó thần binh ra tay tám đại cường giả tiên phủ khác cũng ra tay đây cũng không phải là luận bàn mà là chống cự xâm lược đương nhiên không cần phải đơn đả độc đấu làm gì cá lớn nariza quy tắc thủy hệ khiến cho không gian gợn sóng sau đó sóng êm gió lặng nữ kỵ sĩ vẫn ngồi trên long ưng mà chín đại cường giả phó gia thì ngã trái ngã phải ngay cả phó thần binh cũng không phải là ngoại lệ tóc tai bù xù toàn thân đẫm máu chín đại cường giả kinh hãi gần chết đây là thực lực gì chứ nếu nói những người khác thì cũng bỏ đi nhưng mà phó thần binh chính là cường giả ngũ bí hơn nữa lại thêm tám cường giả tiên phủ phụ trợ thế nhưng không ngờ lại vẫn bị một chiêu đánh bại song phương chênh lệch lớn tới mức nào chứ nếu như người này thực sự muốn tiêu diệt phó gia chỉ sợ không cần phí bao nhiêu tinh lực tại sao lại có tiên phủ cảnh cường đại như vậy lão lão tổ phía dưới một người trẻ tuổi run rẩy nhưng mà vẫn cố gắng lên tiếng. Chín đại cường giả đều bất mãn, tới lúc này một sáng thế cảnh như người còn xen vào làm gì. Nhưng mà bọn hắn không có cửa trách với tiểu bối này, bởi vì vị kỵ sĩ trước mắt này quá kinh khủng. Lão tổ, tiểu nhân biết rõ địa vị của côn bằng cung. Người trẻ tuổi kia lại kêu lên một tiếng, tuy rằng hiện tại hắn sợ hãi gần chết, nhưng mà hắn lại biết đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, có thể nở mày nở mặt trước mặt chín vị lão tổ. Nếu như thuận lợi, về sau tại phó gia ai dám không để cho hắn vài phần mặt mũi chứ. Chín đại cường giả lúc này mới để bụng, phó thần binh liếc mắt, phó đông tuyết hiểu ý, thân thể rơi xuống, nâng người trẻ tuổi kia lên không chung rồi nói. Nói, đoạn thời gian trước vân thiếu muốn tìm hiểu về côn bằng cung, tiểu nhân tốn tâm tư rất lớn mới từ chỗ thương nhân vô tận hải vực thăm dò được. Hóa ra côn bằng cung ở tại Tây Tiên Vực, Tây Tiên Vực, khó trách bọn hắn đều không nghe qua cái tên của thế lực này, kỳ thực đừng nói là cách một tiên vực, Dùng sự to lớn của tiên vực, giống như là một đại lục vậy, cũng khó có thể biết hết. Người trẻ tuổi kia dừng một lát, lại nói: "Côn bằng cung chính là Tiên Vương đại giáo." Phốc, lập tức chín cường giả phó ra đều há hốc mồm, ho khan không ngừng, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Thế lực Tiên Vương, trong tiên vực dùng Tiên Vương làm đầu, thế lực Tiên Vương là thế lực cường đại nhất trên đời này, ai dám tranh phong? Chín cường giả như phó thần binh bị dọa sợ, khóe miệng co giật, da đầu run lên khó trách nữ kỵ sĩ này lại cường đại như vậy, hóa ra là cường giả của tiên vương đại giáo. Cùng là ngụ bí, thế nhưng người ta tu tiên vương Pháp, chiến lực có thể bằng nhau sao? Lăng Hàn này rốt cuộc là ai, không ngờ lại có quan hệ với tiên vương đại giáo. Nếu nói Lăng Hàn đắc tội với côn bằng cung, bọn hắn đều không tin. Cách một vô tận hải vực, một chảm trần cảnh nho nhỏ, sao lại đắc tội với người ta chứ? Lại nói, đây chính là thế lực tiên vương, cho Lăng Hàn một trăm lá gan, hắn dám đi đắc tội sao? hiển nhiên bọn hắn đã đánh giá thấp bản lĩnh kéo cửu hận của lăng hàn ít nhất hiện tại hắn đã đắc tội với tử hà gia tiềm long bí cảnh ở đâu nữ kỵ sĩ này không còn kiên nhẫn nữa phó thần binh vội vàng cung kính mở miệng chỉ chỗ của tiềm long bí cảnh trước mặt thế lực tiên vương hắn căn bản không xuất ra được ngạo khí nữ kỵ sĩ này hoàn toàn mặc kệ phó thần binh nịnh nọt vỗ vỗ vào long ưng tỏa kỵ lập tức quay đầu rời đi hai cánh chấn động lập tức hóa thành một chấm nhỏ phía sau mười nữ nhân cũng vỗ vào long ưng đuổi theo mãi tới khi những người này hoàn toàn biến mất phó thần binh mới thở dài một hơi chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh đổ mồ hôi lạnh đối phương căn bản chính là một sát thần hơn nữa lại là tiên vương đại giáo hoàn toàn có thể ra tay không cố kỵ đông tuyết người tự mình đi hàn ra một chút nói rõ tình huống phó thần binh trầm ngâm một hồi rồi nói người ta có thể vỗ mông rời đi nhưng mà phó gia còn phải thu thập cục diện dối rắm này lão tổ tông phó đông tuyết nhỏ giọng đáp vừa rồi ta đi tìm hiểu một chút lăng hàn này quả thực là tai tinh trước đó khi còn ở thương nguyệt thành từng diệt một gia tộc chảm trần mà khi ở hắc nguyệt thành lại kết thù với một thế lực nhị tinh là tiêu gia còn nữa hắn và thánh tử bắc huyền minh của thái âm giáo cũng có mâu thuẫn rất lớn phó thần binh nhướng mày nói phái người đi tiêu ra một chuyện bảo bọn hắn trung thực một chút không tốt tiềm long bí cảnh lúc này tiềm long bí cảnh có lẽ đã mở ra nếu như Lăng Hàn bị thái âm giáo tiêu diệt, như vậy côn bằng cung sẽ giận dữ, khi đó sẽ có tình cảnh thế nào chứ? Bọn hắn nói lý nhưng người ta căn bản không nói đạo lý A. À. Vạn nhất cũng thuận tay chôn tất cả với Lăng Hàn thì sao? Đáng sợ hơn là Lăng Hàn đi lại với Phó Cao Vân, tất sẽ khiến cho người ba thế lực khác đỏ mắt, thừa dịp tiềm long bí cảnh mở ra, lặng lẽ làm thịt luôn. Nếu như người này diệt Phó ra, như vậy Phó ra sẽ xong đời. Nhanh, lại phái người đi tiềm long bí cảnh, nói rõ vào bên trong, không tiếc bất kỳ giá nào nhất định phải giữ gìn lăng hàn cho chu toàn. Vâng, Phó Đông Tuyết vội vàng gật đầu nói, nếu như Phó Thần Binh biết rõ lăng hàn lại đắc tội với một thế lực tiên vương cấp khác, không biết trên mặt lúc này sẽ có biểu lộ gì, rốt cuộc là bảo vệ hay là không quan tâm a à? Nhất định sẽ khiến cho hắn xoắn suýt tới chết, người nha, quá biết gây chuyện. Trường 1945, trùng hợp hạ. Tiềm long bí cảnh, lúc vừa mới đi vào, bốn phía đều là xương trắng, Thứ này không làm hại người ta nhưng lại ngăn cách thần thức và ánh mắt. Có cảm giác như là mò mẫm đi vào, bất quá sau một nén hương, sương mù dần dần tản đi, cảnh vật bốn phía cũng trở nên ngày càng rõ ràng. Đây là một bình nguyên, cây cỏ cao tới nửa người, tràn ngập sinh cơ và sức sống. Gió nhẹ thổi qua, cỏ dại phập phồng giống như là gợn sóng màu xanh, có chút đổ sộ. Phía xa có người đang chạy vội về phía trước, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã biến mất không còn tung tích. Nơi này có một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu khởi động, tản ra mùi lưu huỳnh. Cho dù ở rất xa cũng có thể nhìn thấy một ngọn núi lớn như xuyên thủng trời xanh, còn đang tản ra khói đặc. Chính là ngọn núi lửa phun ra dung nham, xua tan khí tức cuồng bạo trong bí cảnh, cũng khiến cho nơi này biến thành biển lửa nóng rực. Phải dựa vào huyết long giáp mới có thể còn sống, nếu không sẽ lập tức bị hỏa quy tắc luyện hóa thành cho bụi. Nghe nói cường giả phân hồn có thể dựa vào thực lực bản thân hoạt động ở khu vực ngoài bình nguyên, tiên phủ thì có thể tiến vào sâu hơn một ít. Nhưng mà không có cách nào đi tới tận cùng bình nguyên. Hơn nữa thực lực càng mạnh càng dễ kích thích khí thức cuồng bạo ở nơi này cắn trả. Nơi này khí thức chỉ bị áp chế, cũng không có biến mất. Bởi vậy nơi này là thế giới mạo hiểm của trảm trần cảnh. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra hỏa chi bản nguyên trong cơ thể mình đang kịch liệt run rẩy dường như vô cùng thân thiết với sóng nhiệt bốn phía. Ta có cảm giác, sóng nhiệt này không làm tổn thương được ta. Lăng Hàn nói, hắn định cởi huyết long giáp, nếu không sóng nhiệt sẽ bị bài xích cách hắn một thước. Cẩn thận, Nữ Hoàng vội nhắc nhở. Lăng Hàn gật đầu, yên tâm đi, ta biết chừng mực. Hắn chậm rãi cởi huyết long giáp, lập tức, sóng nhiệt như là ngựa khát nước tuôn về phía hắn, hóa thành từng con rắn nhỏ muốn luyện hóa hắn. Nhưng mà lúc này trong cơ thể Lăng Hàn lại tản ra khí tức bá đạo tuyệt luân, giống như quân vương cao cao tại thượng vậy. Đây là cửu thiên hỏa chấn động, lập tức những con rắn nhỏ này trở nên nghe lời. Vần quanh thân hắn, không ngờ lại còn khom người, giống như hắn là quốc vương, bọn chúng đang cúng bái hắn vậy. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Lăng Hàn kinh ngạc, nữ hoàng cũng tỉnh ngộ lại, nói: "Tiên vương đại giáo này chẳng lẽ lại là của tiên vương sáng tạo ra môn dịch hỏa thuật kia? Là chủ nhân tiền nhiệm của Cửu Thiên Hỏa, có lẽ nếu không khó mà giải thích được tình huống lúc này." Lăng Hàn gật đầu, tuy rằng hắn nắm giữ một đạo tổ hỏa, nhưng mà chỉ cần cảnh giới vượt qua hắn quy tắc hỏa hệ vẫn có thể tạo thành tổn thương với hắn. Uy của hỏa diễm nơi này thậm chí ngay cả cường giả thăng nguyên cũng phải toàn lực đối kháng, hơn nữa chỉ có thể hoạt động ở phạm vi bên ngoài bình nguyên. Từ đó có thể thấy được cấp độ hỏa diễm ở nơi này cao tới đâu. Không làm tổn thương tới hắn chỉ có một nguyên nhân, trong tối tam dường như có thiên ý. lang Hàn nói, ta vốn nhận được cửu thiên hỏa, sau đó mới có thể từ chỗ nhu yêu nữ thu được dịch hỏa thuật. Hiện tại lại tiến vào trong hang ổ của vị tiên vương kia, như vậy cũng quá khéo a à. nữ hoàng cũng gật đầu trong lòng có một tia kính sợ với thiên ý trong tối tăm thực lực có một cỗ lực lượng cấp cao có thể áp đảo tất cả hai sao đã vào trong vậy thì mặc kệ trước tiên tìm kiếm một phen hy vọng có thu hoạch nhiều hơn lang hàn bức thiết muốn tăng tu vi lên tới tam trảm như vậy hắn có thể bằng với tử hà băng vân nữ hoàng khẽ lắc đầu dù sao chỉ cần có lang hàn ở bên cạnh ở nơi nào đối với nàng cũng là thiên đường mặc dù có thêm một bộ huyết long giáp bất quá thiên phượng thần nữ cũng không có xuất hiện. Tu vi của nàng quá yếu, dù có huyết long giáp cũng không có cách nào đối kháng với nhiệt độ nóng bỏng như vậy. Nếu như đi ra tuyệt đối là kết cục hương tiêu ngọc vẫn. Hai người sánh vai mà đi, một mặt tìm kiếm huyết long thạch, đây là thứ có thể trợ giúp tu vi bọn hắn tăng vọt, là thứ tốt. Bất quá thứ đồ chơi này cũng không phải muốn là có thể đạt được, hoàn toàn phải nhìn vào vợ khít. Vận khí của Lăng Hàn từ trước tới nay đều không tệ, không có bao lâu đã phát hiện một khối đồ vật màu đỏ lóng lánh lấy xem xét quả nhiên là huyết long thạch đúng với cái tên của nó đỏ tươi như là máu tươi rội thành ồ oh, lang hàn phát hiện cử thiên hỏa chấn động sau đó khối huyết long thạch này lập tức hóa thành cho bụi tinh hoa bên trong lập tức bị rút sạch huyết long thạch là thánh phẩm tu luyện có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ cảnh giới nhanh hơn tuy huyết long thạch có hỏa hệ quy tắc là chủ yếu nhưng đạt tới tầng thứ này đều có điểm chung bởi vậy không phải võ giả hỏa hệ cũng có thể sử dụng huyết long thạch mộ đạo hiệu quả không tốt bằng võ giả hỏa hệ mà thôi nhưng luyện hóa huyết long thạch cũng không phải một lần là xong cần phải rút lấy tinh hoa của nó từng chút một giống như luyện hóa tinh thạch nhưng còn bây giờ thì sao lang hàn chỉ dùng tay luyện hóa huyết long thạch huyết long thạch lập tức hóa thành cho tàn thậm chí không còn thừa cả cặn bã phải biết rằng người khác luyện hóa huyết long thạch đều lưu lại cặn những cặn này sẽ được dùng luyện chế huyết long giáp Bằng không cường giả tiên phủ cảnh không thể xâm nhập nơi này, chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn mà thôi. Dịch hỏa thuật có quan hệ với cửu thiên hỏa. Lăng hàn nhìn về phía nữ hoàng, bằng không cứ tìm một khối huyết long thạch mới có thể biết. Nữ hoàng nói, bọn họ tiếp tục đi tới, thần may mắn lại chiếu cố bọn họ lần nữa, bọn họ tốn hai canh giờ tìm được một khối huyết long thạch. Lần này nữ hoàng cầm tảng đá không có giống lăng hàn, tảng đá trực tiếp hóa thành cho. Nữ hoàng vận chuyển dịch hỏa thuật mắt thường có thể thấy được huyết long thạch teo lại giống như tờ giấy bị vò nát, chỉ còn lưu lại một tầng áo ngoài. Tốc độ luyện hóa còn hơn xa người thường, cho dù không nhanh bằng lăng hàn. Quả nhiên, nơi này có quan hệ với vị tiên vương kia. Hai người đã có thể xác định, lăng hàn có thể luyện hóa nhanh hơn, hơn nữa triệt để hơn là vì hắn còn có một đạo cửu thiên hỏa. Nhu yêu nữ, tất nhiên cũng có thể đoán ra một hai, chương 1946, tiên dược phi thỏ. Lăng Hàn trầm ngâm, chỉ cần yêu nữ này cầm một khối huyết long thạch luyện hóa là có thể phát hiện tốc độ luyện hóa nhanh hơn vô số lần. Mà Tiềm Long Bí cảnh là địa phương nào? Trong truyền thuyết nơi này là Di Chỉ Tiên Vương đại giáo. Với thông minh tài trí của nàng, nếu đoán không ra quan hệ trong đó, như vậy nàng uổng làm thánh nữ. Lăng Hàn và nữ hoàng tiếp tục đi tới, bọn họ cũng không tìm kiếm huyết long thạch, bởi vì một khi đã xác định có quan hệ với vị tiên vương kia, bọn họ có nhiều việc phải làm. Ví dụ như trực tiếp đi tới ngọn núi lửa và đào nó lăng hàn có thể bỏ qua gỏa diếm quy tắc nơi này hoàn toàn có thể xâm nhập vào ngọn núi lửa đạt được thêm huyết long thạch có lẽ nơi này còn có công pháp truyền thừa của tiên vương khác đứng lại đứng lại nhanh đứng lại cho cầu ra kêu to một tiếng lập tức hấp dẫn lực chú ý của lăng hàn cùng nữ hoàng lại là đại hắc cẩu xa xa một thân ảnh màu trắng và màu đỏ đang rượt đuổi nhau phía trước là bóng trắng đó là một con thỏ toàn thân đều là màu trắng đôi mắt màu đỏ to tròn như bảo thạch. Nó nhảy cực nhanh, trong tay còn cầm một củ cải ma phút rắn chạy trốn nhanh chóng. Phía sau nó là đại hắc cầu nhưng nó mặc xích long giáp, toàn thân đều là màu đỏ, hơn nữa dáng nó chạy đi thập phần buồn cười. Tiểu quai quai, người chạy không thoát, đại hắc cầu triển khai không gian di động, hắn lập tức ngăn con thỏ kia, trên mặt còn nở nụ cười hèn mọn bị ổi, người không biết còn cho rằng nó muốn làm chuyện biến thái gì đó với con thỏ. Con thỏ không ngừng chạy trốn, chuyển hướng sau đó chạy mất. Tiểu Bạch chết tiệt, ngươi là đồ ăn của cậu ra. Đại Hắc Cẩu vội vàng đuổi theo mau, đầu lưỡi nhổ ra, nước miếng chảy ào ào. Từ lúc nào con chó này biến thành ăn hàng rồi? Lăng Hàn sờ lên cằm, chẳng lẽ ăn hàng cũng lây bệnh sao? Tốc độ của Đại Hắc Cẩu đúng là không gì sánh kịp, thậm chí đã vô địch trong chảm trần cảnh, nó liên tục không gian di động vài lần nữa, lúc này đuổi kịp con thỏ sau đó cắn một ngụm. Con thỏ chạy trốn, Đại Hắc Cẩu lại đuổi, sau mấy lần con thỏ vô cùng nóng tính, trong ánh mắt đỏ rực như bảo thạch có hỏa diễm xuất hiện. Sau đó đại hắc cầu chặn đường thành công, lúc này con thỏ không chạy nữa, nó há miệng ra. Cảnh tượng kinh người xuất hiện, cái miệng con thỏ lớn chừng 10 trượng, hóa thành cái động không đáy nuốt chừng đại hắc cầu. Sau đó miệng của con thỏ trắng biến thành bình thường, nó lại cầm củ cải trắng gặm. Cả người lẫn vật vô hại, này, Lăng Hàn và Nữ Hoàng đều kinh ngạc, bộ dạng của con thỏ lúc trước vô hại nhưng ai có thể ngờ tới nó lại đột nhiên phát huy, hơn nữa lợi hại như thế, một ngụm đã nuốt chửng đại hắc cầu. đại hắc cầu chết sao? không lâu lắm con thỏ lộ ra bộ dáng buồn nôn, sau đó há mồm phun ra, nó phun một đồ vật và biến lớn nhanh chóng, đó không phải đại hắc cầu thì là ai chứ? con thỏ lại bỏ chạy, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Người con thỏ chết tiệt, đừng để cầu ra bắt được ngươi, bằng không sẽ làm thịt kho tàu. đại hắc cầu giơ chân, xích long giáp trên người nó rách tung tóe, có thể thấy được năng lực tiêu hóa của con thỏ mạnh cỡ nào đây tuyệt đối là quy tắc chi lực luyện hóa, nếu không xích long giáp cứng rắn như thế, từ tính bền dẻo mà nói hoàn toàn không thua gì chuẩn tiên kim nhị tinh, cũng không thể cắt và dung hợp, tự nhiên cũng không cách nào dùng luyện chuẩn tiên khí. Lăng Hàn cười to, nói, tiểu hắc, khó có dịp nhìn thấy người ăn thiệt thòi như thế. Phi, cậu ra nhất định sẽ ăn con thỏ đó. Đại hắc cậu hùng hùng hổ hổ, sau đó nói với Lăng Hàn. Tiểu tử, có hứng thú đi làm một chuyến hay không? Ngươi cho rằng đó thật là con thỏ sao? Lăng Hàn cả kinh, nói, chẳng lẽ nó là tiên dược hay sao? Hắc hắc, bằng không thì ngươi cho rằng cẩu ra sẽ nông cạn xem nó là món ăn bình thường sao? Đại hắc cẩu khinh thường, ngươi không nông cạn, còn có người nào nông cạn sao? Lăng Hàn cười to, cút, tiểu tử ngươi có biết nói chuyện phiếm hay không? Đại hắc cẩu ghét bỏ lên tiếng, đã có tiên dược, vậy thì cùng đi. Lăng Hàn cũng hào hứng bừng bừng, bọn họ men theo đường đi truy tung con thỏ kia, trên đường đi, mũi đại hắc cẩu rất thính, trời sinh là tài liệu làm ăn trộm tốt nhất, không qua bao lâu bọn họ đã nhìn thấy con thỏ nhỏ đang ngồi trên gò đất, hai cái chân trước đang bưng củ cải gặm. Kỳ quái là lúc Lăng Hàn nhìn thấy nó lần trước, củ cải trong tay con thỏ đã bị gặm một nửa nhưng bây giờ đã mọc dài ra, hơn nữa nó còn gặm rất hăng say. Bản thể gốc tiên dược này là một gốc bảo sâm, hình thái con thỏ là do nó huyễn hóa ra mà thôi. Đại hắc cầu giống như cái gì cũng hiểu, chật chật chật, nhưng nó là gốc tiên dược dị biến, không ngờ còn có năng lực thôn vệ chẳng lẽ đồng thời hấp thu hai chủng quy tắc. Ánh mắt lăng hàn sáng lên, thôn vệ là quy tắc cực kỳ cường đại, có thể hấp thu tất cả quy tắc. Thôn vệ chính là hấp thu, nó khác với phòng ngự. Còn có một loại quy tắc, lăng hàn hỏi, lôi hệ, đại hắc cầu nói, nếu không có lôi đình quy tắc, nó có thể trốn lâu trước mặt ta sao? Không phải cầu ra thổi, dùng tốc độ của cầu ra là vô địch dưới tiên vương đấy. Còn nói không thổi, lăng hàn cũng lười so đo với nó, nói, có đối sách gì không? Có, đại hắc cầu gật đầu, ra tay bắt nó, dựa vào, không phải nó đang nói nhảm sao, nhất định phải bắt được gốc tiên dược này, mấu chốt bắt thế nào bây giờ? Quả nhiên đại hắc cầu không đáng tin cậy, lăng hàn lắc đầu, dứt khoát mặc kệ, trực tiếp ra tay. Thân ảnh lăng hàn thi triển dịch hỏa thuật, cửu thiên hỏa lập tức hóa thành trường kiếm hỏa diễm chém về phía con thỏ. Hắn cũng không có ý thương tổn tiên dược, nếu thật chém chúng hắn sẽ thu hồi kiếm quang. Con thỏ thu củ cải và chạy đi thật nhanh, tốc độ của nó quá nhanh, nó vừa phát lực còn nhanh hơn Lăng Hàn gấp đôi, nó lập tức kéo dài khoảng cách giữa song phương với nhau. Lưu đầy, Lăng Hàn vươn tay ấn một cái, hắn sử dụng không gian quy tắc. Con thỏ có tố độ nhanh vượt qua tưởng tượng, nó hơi chuyển người đã vượt qua phạm vi công kích của thần thông, sau đó nghênh ngang rời đi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lăng Hàn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Lưu đầy không có tác dụng, cũng là lần đầu tiên không đánh trúng mục tiêu chương 1947, ăn thiệt thòi. Lưu đầy thuật không phải không hữu hiệu, nó cần tiếp xúc mục tiêu mới được, ví dụ tấn công đối thủ, phải đánh chúng mới được, thậm chí quy tắc phải chúng mục tiêu mới có thể lưu đầy, hơn nữa còn mất một thời gian thật ngắn. Tiên vương công kích cũng không ngoại lệ, công kích cần ước 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 một phần ước dây là đánh chúng mục tiêu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ lưu đầy chưa đánh chúng con thỏ thì nó đã bỏ chạy ra khỏi phạm vi công kích, từ đó lưu đầy vô hiệu. Đại cầu Hắc nói gốc tiên dược này có ẩn chứa lôi hệ quy tắc, xem ra đúng vậy, nếu không lực phản ứng cũng không nhanh như thế. Ha 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 ha, tiểu hàn tử, đuổi theo đi, lập tức đuổi theo. Đại Hắc cầu cười to, lăng hàn tái mặt, nói, dường như ta bắt được gốc tiên dược này thì ngươi sẽ ăn nó. Đúng nha, đại Hắc cầu gật đầu, sau đó nó lại cười lớn. Bổn tỏa cảm thấy buồn cười, thế nào, ngươi còn muốn cắn bổn tỏa hay sao? Lưu manh, lăng hàn không chấp nhặt với nó làm gì, này gốc tiên dược này có lôi hệ quy tắc, cực kỳ khó bắt. Phải mau chóng nghĩ biện pháp, bọn họ đuổi theo lần nữa, không biết gốc tiên dược này có vấn đề về trí thông minh hay không, hoặc là nó cố ý trêu chọc bọn họ cho nên không chạy quá xa, nó vẫn ngồi trên tảng đá gặm củ cải. Lăng Hàn ném thất mệnh thiên vân ra ngoài, hắn muốn dùng tiên dược thuyết phục con thỏ, vào lúc cuối cùng có thể hy sinh nhan sắc. Ra không bán mông, thất mệnh thiên vân nói rất nghiêm túc, Lăng Hàn một cước đá vào mông của nó, nó lập tức bay về phía con thỏ. Ôi, ra, nương, ầm, nó ngã xuống trước mặt con thỏ. Này, ta tên là Tiểu Thất, Thất Mệnh Thiên Vân cố nặn ra nụ cười nịnh nọt. Đại ca, người họ gì? Con thỏ nhìn chằm chằm vào nó một hồi, đôi mắt như bảo thạch nhìn chằm chằm, sau đó nó há miệng cắn Thất Mệnh Thiên Vân. Khốn kiếp, Thất Mệnh Thiên Vân vội vàng quay người bỏ chạy, tốc độ của con thỏ nhanh hơn nó không ít, xoẹt, nó cắn vào mông Thất Mệnh Thiên Vân. Úp, đầu hươu cao cao của Thất Mệnh Thiên Vân giãy giụa, phốc, nó lập tức thoát đi, mông của nó nở hoa, rơi xuống rất nhiều chát lỏng nhưng bị con thỏ hấp thu, toàn bộ thu vào trong miệng, không lãng phí một giọt. AC quỷ thế, cứu mạng a AH, thất mệnh thiên vân không ngừng chạy về phía lăng hàn, ra không chơi, ta không có bán mông, mẹ nó không còn mông rồi. Con thỏ không bỏ qua, nó lập tức đuổi theo thất mệnh thiên vân. Lăng hàn ra tay, đương nhiên hắn không có khả năng để con thỏ thôn vệ gốc tiên dược của mình, hắn đánh ra một quyền, cửu thiên hỏa thiêu đốt hóa thành cây roi đánh về phía con thỏ. Năng lực chiến đấu của con thỏ vốn không được, bị đại hắc cầu đuổi lâu như vậy, nó có thể thôn vệ đổi phương nhưng nhanh chóng phun ra. Nhưng lần này dục vọng chiến đấu của nó rất mạnh, nó há miệng biến thành cái động khổng lồ. Nó cắn xuống một cái nhưng sau đó lại nhả ra, uy lực cửu thiên hỏa thật đáng sợ, khá tốt, cái miệng lớn chỉ là thần thông, cũng không phải là thật thể, nếu không nó đã tan thành mây khói. Dù là như thế nó cũng thụ trọng thương, đây chính là cửu thiên hỏa. Tiểu tử, mông không còn bị thương. Thất mệnh thiên vân kêu thảm thiết, tuy nó còn mọc dài ra nhưng trên người mỗi gốc tiên dược đều có tinh hoa, bị cắn mất một ngụm sẽ tổn thất một chút. Lang Hàn cũng không thoải mái, việc này chẳng khác gì bồi phu nhân lại gãy binh. Hắn thu thất mệnh thiên vân vào trong hắc tháp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gốc tiên dược kia, lúc này bọn họ đã kết thù, hắn nhất định phải bắt gốc tiên dược này. Gốc tiên dược này chắc chắn đã biến dị, đại hắc cầu nói chém đinh chặt sắt, trên lý luận mà nói, một gốc tiên dược chỉ ẩn chứa một chủng quy tắc, hoàn cảnh nơi này quá mức ác liệt cho nên tiên dược sinh ra biến hóa khó hiểu. Gốc tiên dược này chắc chắn là ác bá trong tiên dược, cần thôn vệ các tiên dược khác ra tốc bản thân tiến hóa. Vào lúc đại hắc cầu nói chuyện, dường như xác minh lời nó, toàn thân con thỏ rung động giống như có từng con chuột bò trong người, nó há to miệng giống lớn, cái đầu hóa thành đầu sói. Nó hấp thu một tia tinh hoa của thất mệnh thiên vân, không ngờ còn có một tia năng lực biến hóa của thất mệnh thiên vân. Đôi mắt đại hắc cầu tỏa sáng, lớn tiếng kêu lên con thỏ biến cái đầu chó cho ta xem nào, lăng hàn cười nói, sói và chó có gì gì khác nhau chứ, cút, kém quá xa, một vạn con sói còn không bằng cọng lông của cẩu ra. đại hắc cầu ghét bỏ, con thỏ đầu sói lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lăng hàn, trong ánh mắt mang theo thần thái hung ác, sau đó xoay người biến mất nhanh chóng. nó cũng biết lăng hàn không dễ chọc, tiên dược lại không am hiểu chiến đấu, nếu không phải nó có biến gì thể gặp được bất cứ võ giả nào cũng có thể bỏ trốn, bằng không hiện tại nó đã bị Lang Hàn bắt lấy. Đã có trí tuệ, không dễ làm a hát, Lang Hàn có chút tiếc nuối, hắn không truy kích, bởi vì hiển nhiên uổng phí công phu. Chờ thực lực mạnh hơn trước một chút lại bắt gốc tiên dược này. Bọn họ đi sâu vào trong bình nguyên ít nhất đi 5 ngày, phía trước xuất hiện một tòa thôn trang, nó rách nát không chịu nổi, cũng chỉ là một phế tích. Trong thôn trang có trồng một gốc cây màu trắng khô héo, thiên kỳ bách quái. Tiểu tử, người phát rồi đó là bạch ma thụ đại hắc cẩu kêu to tuy nhiên hạn sinh trưởng của bạch ma thụ không dài thời điểm còn sống không dùng được sau khi chết có thể hấp thu các loại khí thức tán loạn sinh ra ma hóa thuộc tâm đồ chơi này tráng dương con em ngươi chó chết ngươi cần ăn đòn sao lăng hàn đen mặt nói ra hắc hắc nhìn tay chân ngươi không còn chút sức lực nào khẳng định thận hư đại hắc cẩu đứng thẳng lên nó vỗ vai lăng hàn sau đó nói hào hào bồi bổ bằng không có người sẽ thừa dịp hư mà vào cốt lang hàn đá một cước đại hắc cầu linh hoạt né tránh sau đó nghiêm túc nói được rồi không nói đùa với người nữa lại nói tiểu tử ngươi không biết nói đùa hay sao bạch ma thụ này hấp thu các loại khí tức cuối cùng hình thành sát khí ngươi có thể luyện hóa nó sẽ đánh ra một kích có uy lực vô cùng kinh người hơn nữa vận khí của ngươi đủ tốt còn có thể thu hành sát lục quy tắc trong chiến đấu cùng dai cho dù gặp vương giả cũng có phần thắng rất lớn Lăng Hàn kỳ quái, nói, tiểu hắc, nhìn bộ dạng của ngươi tuyệt đối không phải người tốt, làm sao lại tặng ta chuyện tốt như thế. chương 1948, Bạch Ma Thụ. Dựa vào, cậu ra nhìn ngươi thuận mắt, lúc này mới tặng cơ duyên tạo hóa cho ngươi, ngươi không muốn thì thôi. Đại hắc cầu tức giận nói, vì sao ngươi không muốn? Lăng Hàn lại hỏi, trước kia tại Bảo Sơn Hàn gia cũng là như thế. Rõ ràng hái được tiên dược như thất mệnh thiên vân nhưng đại hắc cầu lại không muốn, đều phân cho Lăng Hàn, hiện tại bạch ma thụ cũng như thế. Xa hơn trước, Đại Hắc Cầu nhiều lần gài bẫy Lăng Hàn, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật Lăng Hàn cũng không ăn thiệt thòi, ngược lại còn chiếm tiện nghi. Việc này quá không phù hợp tính cách của Đại Hắc Cầu. Bồn tọa chính là thiên địa thần khuyển, từ nhỏ cường đại, không cần ngoại vật. Đại Hắc Cầu ngạo nghễ nói ra, thổi, người đang thổi, đương nhiên Lăng Hàn không tin. Hoặc lòng dạ đại hắc cầu rất sâu nên vẫn mai phục bên hắn, trợ giúp hắn, sau đó hắn tu vi cường đại lại đoạt đạo quả của hắn. Hoặc là con chó hoang này chân tâm thật ý muốn giúp hắn tốt lên. Trên đời này có vô duyên vô cớ yêu hay sao? Người có thể tiến nhiệm con chó hoang này. Đột nhiên tiểu tháp lên tiếng. Lăng Hàn kinh ngạc, làm sao ngươi biết, ồ, ngươi sớm quen biết nó sao, đây không phải việc không có khả năng, đại hắc cầu được móc ra từ di tích cổ đệ nhất tiên vực ở cổ giới cho dù lúc đó nó chỉ là tiểu cầu, có thể nói có thể đại hắc cẩu sống kiếp thứ hai, thậm chí kiếp thứ ba hoặc kiếp thứ tư. Tiên nhân nha, chỉ cần thần hồn cường đại, đổi thân thể là chuyện quá đơn giản. Tiểu tháp trầm ngâm, qua một lúc mới nói, ta còn có rất nhiều trí nhớ không có khôi phục, ta có cảm giác đáng giá tín nhiệm con chó hoang này. Các người tuyệt đối quen biết nhau từ trước, lăng hàn quả quyết nói ra, bằng không tại sao sinh ra cảm giác này. Tại sao tiểu tháp không nói tín nhiệm người khác, hơn nữa, đại hắc Cẩu vô cùng chiếu cô hắn, tuy nhiều lần gài bẫy hắn nhưng lại giống trưởng bối trông non hậu bối. Tam giới tháp, đại hắc Cẩu, trước kia có quan hệ gì với nhau? Lăng Hàn không hỏi tiếp, bởi vì hắn biết có hỏi cũng không nợ ẩn được câu trả lời. Đi, đi lấy thủ tâm, Lăng Hàn cười nói, ma hóa thủ tâm, đại hắc Cẩu cường điệu nói. Ba người vào thôn trang, kỳ thật tường cao nhất chỉ tới đầu gối, hoàn toàn không có thể ngăn cản tầm mắt, bạch ma thụ nằm ngay trước mắt. Kỳ thật trừ hình dạng như lá cây ra, nó thật không có nửa điểm giống cây, trên cành cây lại có nhiều mặt người xuất hiện, nhìn mà khiếp người. Ô, bất thường, đột nhiên đại hắc cầu dừng bước, nó chằm chằm vào gốc bạch ma thụ. Bất thường như thế nào? Lăng Hàn cũng dừng bước, hắn giữ chặt nữ hoàng, hắn cảm thấy bạch ma thụ rất cổ quái, trên cành cây lại có mặt người. Phi thường được bất thường, đại hắc cầu lắc đầu, nói, đồ vật này có chút không thích hợp, bạch ma thụ, đằng sau có người kinh hô, sau đó lao thẳng tới, căn bản không nhìn ba người lăng hàn, cứ như vậy lao thẳng về phía bạch ma thụ. Nếu như hắn không phải không coi ai ra gì như thế, Lăng Hàn còn có thể hảo tâm nhắc nhở đối phương một câu, người kia có bộ dạng gấp gáp ta muốn cướp đồ vật, tại sao Lăng Hàn phải nhắc nhở chứ? Đại hắc cầu lại ỉu xìu, nói, đúng lúc, dùng này người quái dị này thử bạch ma thụ, xem nó bất thường thế nào. Đó là trung niên chừng 30 tuổi, hắn lập tức bổ nhào tới, trong tay xuất hiện cây đại đao chém vào bạch ma thụ, dù sao chỉ có thụ tâm hữu dụng mà thôi nó sinh ra ở gốc một đao này sẽ không ngộ thương đến thụ tâm hơn nữa hắn cũng nhìn ra gốc bạch ma thụ này không đúng cho nên cẩn thận hơn nhiều một đao kia không phải toàn lực của hắn uy lực của nó lại không kém trên thân đao có quy tắc chi quang xuất hiện chuyện quỷ dị xuất hiện gốc bạch ma thụ này giống như có sinh mạng thân cây vỡ ra một đạo sương mù màu xanh bao phủ trung niên sau đó sương mù biến mất chỉ thấy trung niên bị vây khốn bên trong sương mù màu xanh lá hóa thành dịch nhờn, chẳng những rất dính hơn nữa còn có tính dẻo rất mạnh, cho dù dãy dụa thế nào cũng không làm được gì, sắc mặt tên trung niên tái xanh. Hắn phát hiện dịch nhờn này có kịch độc, ăn mòn thân thể của hắn, từ đó suy yếu cảm giác của hắn rất nhiều. Phá, hắn dùng nguyên lực hộ thuẫn dốc sức liều mạng đối kháng dịch nhơn ăn mòn, hiệu quả quá mức nhỏ bé, nguyên lực hộ thuẫn lung lay sắp đổ. Đúng lúc này thân cây bạch ma thụ vỡ ra, một cành cây xuất hiện, nó giống như đầu lưới cuốn lấy trung niên kia và kéo vào trong thân cây. Cứu ta, trung niên nhìn sang lăng hàn và nữ hoàng cầu cứu, khi ánh mắt nhìn nữ hoàng thì sinh ra kinh diễm rất mạnh, ngay cả tiếng kêu cứu cũng tạm dừng. Nữ hoàng đã khôi phục tướng mạo sẵn có cho nên càng kinh tâm động phách, ai có thể không động tâm. Lăng hàn cơ ơi ha ha, hắn nhảy thẳng về phía bạch ma thụ, cửu thiên hỏa hóa thành thần kiếm, hắn cũng không phải muốn cứu trung niên kia, mà là không có hứng thú đứng chờ. Oanh, hỏa diễm kiếm chém tới, bạch ma thụ phun sương mù màu xanh về phía lăng hàn. phá, lăng hàn huy kiếm quét ngang, hắn quét ngang một kích, công kích của lăng hàn hiển nhiên khác trước. hỏa diễm kiếm đảo qua, sương mù màu xanh hóa thành cho tàn. cử thiên hỏa đáng sợ cỡ nào, lăng hàn lại chém một kiếm, phốc, kiếm khí bộc phát chặt đứt đầu lưới cuốn lấy trung niên. dưới thơ na kiếm có hỏa diễm thiêu đốt, dịch nhờn trên người trung niên cũng bị đốt sạch. trung niên bò dậy, hắn bị dọa hỏng rồi, nhanh chân lui ra phía sau. Lăng Hàn lại chém giết bạch ma thụ, lúc này gương mặt trên thân cây bạch ma thụ không ngừng vặn vẹo, sau đó thân cây mở ra, ba, 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 nhiều thân thể không có đầu xuất hiện, mỗi thân thể bị ăn mòn trăm vết lỡ loét, có thể thấy rõ bên trong. Rất quỷ dị, Lăng Hàn nhướng mày, tạm dừng bước chân, quả nhiên bất thường, đại hắc cầu ở phía sau thì thào. Nếu như nói lúc trước biết phun sương mù, cuốn đầu lưỡi còn có thể xem là năng lực của sinh linh mộc hệ, như vậy thả một đống lớn thân thể bị ăn mòn như thế tuyệt đối không phải kỹ năng của sinh linh mộc hệ. Chẳng lẽ ra hỏa này dùng xương ngủ bao phủ con mồi, sau đó kéo vào trong cơ thể tiêu hóa, hơn nữa còn chưa tiêu hóa hết. Hí, nói như vậy, những người này đều là người cùng tiến vào đây lần này. Ba 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 ba, ít nhất hơn 10 thi thể lung la lung lay đi tới, thân thể phát ra mùi hôi thối làm người ta muốn nôn ẹ. Trường 1949, lệ oán trả ơn, không thể nhẫn nhịn. Đầu ta, Đầu ta, trả đầu cho ta, những thi thể này thả thần niệm đòi trả đầu. Thập phần cổ quái, không có miệng làm sao nói, không có thức hải thì làm sao truyền thần niệm, như vậy những thi thể không đầu này làm sao có thần niệm? Chúng không đầu đương nhiên cũng không có mắt, nhưng thật giống như có được con mắt, chúng liên tục nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, sau đó giơ tay lên, huyết nhục đã hết sạch nên còn lại xương trắng nhưng lại như bùn nhão, nhìn chúng buồn nôn tới mức tận cùng chỉ trong nháy mắt đám thi thể không đầu lao thẳng về phía lang hàn với tốc độ cực nhanh. Siêu độ các ngươi, gương mặt lang hàn lạnh lùng, hắn đánh ra một quyền, lôi đình sôi trào, trước mặt hắn là một mảnh lôi hải. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, những quái vật không đầu này lại vô cùng linh hoạt, thân thể chúng lắc lư tấn công lang hàn. Thú vị, lang hàn thét dài một tiếng, lôi đình bộc phát, hắn giống như lôi đình chi tử, chung quanh người có lôi hải gào thét. Oanh, hắn giao phong chính diện với đám thi thể không đầu này, đối kháng một kích đánh chúng bay ra ngoài, hóa thành một quả đạn pháo bay đi, đám thi thể này cho rằng lôi phạt chi lực là tầm thường sao. Xì si si si, lôi đình sáng rực bộc phát, những quái vật này giống như khiêu vũ, mỗi khối xương trên người lắc lư không nhỏ. Lăng hàn cảm thấy xương cốt toàn thân buông lỏng và bị đâm không nhẹ, thời điểm bò dậy cảm thấy thân thể lắc lư. A hát, trong bạch ma thủ có vài gương mặt vặn vẹo đang rít dài, dường như chúng rất thống khổ. Phốc Bạch ma thụ phun ra một đám xương màu xanh bao phủ những thi thể không đầu, ngay sau đó lôi đình trên người chúng giảm dần, chỉ qua một lúc đã biến mất toàn bộ. Song phương giao phong xem như ngang tay, đám thi thể không đầu tiến lên, chúng lại bị lang hàn phát động công kích, thân thể bay lên không chung, hoặc công phá chính diện, hoặc đánh lén từ bên hông, từ đó phát huy uy thế bản thân vô cùng tinh tế. Đúng lúc này ánh mắt trung niên bên cạnh tỏa ra hung quang, hắn đột nhiên phát động tấn công vào nữ hoàng. Nữ tử này thật đẹp, nàng làm tim hắn đập thình thịch, cũng tổn hại ân lăng hàn cứu mạng hắn hắn thừa dịp lăng hàn bị những quái vật kia vây công lăng hàn liền tấn công bắt giữ nữ hoàng hơn nữa hắn phát động tấn công từ sau lưng nữ hoàng dùng tu vi tứ chảm sơ kỳ của hắn tin tưởng công kích sẽ thành công a hát hắn vừa mới lao về phía trước đột nhiên mông của hắn đau đớn rất mạnh sau đó phát ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết thần thức hắn quét qua lại phát hiện mông của mình có con hắc cẩu cắn vào a hát nó xuất hiện lúc nào Muốn chết, nữ hoàng xoay người, sát khí đằng đằng, nàng cũng không tức giận trung niên này lấy oán trả ơn mà là tức giận tên rác rưởi này dám ra tay với nàng, trên thực tế, với tính cách ngạo kiều của nàng sẽ không quan tâm cứu ai, dù sao nàng sẽ không đặt trong lòng. Nữ hoàng đại nhân là người tha thứ cho kẻ mạo phạm mình. Nàng phất tay, kiếm quang đáng sợ phát động chém vào tên trung niên cuồng đồ kia. Trên trung niên sợ hãi gần chết, một kích của nữ hoàng quá đáng sợ, tận quy tắc chi lực vô tận giống như đại đạo nghiền áp chỉ sợ hắn sẽ bị nghiền nát ầm um, hắn bị đánh bay ra ngoài sau đó hắn hóa thành chấm đen nhỏ vì cái gì cầu ra cũng bay giọng nói của đại hắc cầu từ trên bầu trời truyền tới nó vẫn cắn mông của người nọ kết quả cũng bị đánh bay cùng lang hàn hừ một tiếng hắn bỏ qua đám thi thể đang tấn công lôi quang đan sen bao phủ người hắn hai chân hắn hơi cong sau đó nhảy lên không trung xì, si si si, lôi điện quấn quanh hắn vận chuyển điện thiểm và man lực đuổi theo tên trung niên đáng chết hắn nhanh chóng đuổi theo tên trung niên tiện tay bắt lấy người nọ sau đó lướt trở về tha tha mạng trung niên run rẩy lên tiếng lăng hàn cười nhạt không quan tâm nói tuy ta ra tay cứu ngươi nhưng sẽ không trông cậy ngươi hồi báo cái gì ngươi dám lấy oán trả ơn ta ghét nhất việc này ta sẽ không nhẫn nhịn ta cũng không giết ngươi chỉ thu hồi việc cứu ngươi lúc trước không 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 trung niên bị dọa tè ra quần lăng hàn không quan tâm hắn ném tới phía trước tên trung niên bay về phía bạch ma thụ. Bạch ma thụ lại phun sương mù màu xanh, sau đó một nhánh cây bay tới quẩn lấy trung niên sau đó thu vào trong thân cây. Tên trung niên sợ hãi xanh mặt, hắn đoán được những thi thể không đầu này chính là người bị thân cây bắt lấy, thân thể bị hấp thu, hơn nữa đầu sẽ biến thành gương mặt trên thân cây. Cứu ta, cứu ta, cứu ta, trung niên kia kêu lên trong tuyệt vọng, ánh mắt lang hàn lạnh lùng, hắn không quan tâm tối. Nữ hoàng càng ngạo nghễ, trong mắt nàng chỉ có lang hàn, hoặc là những người lăng hàn đáng xem trọng chuyện khác chỉ là bụi bẩm sống chết căn bản không có gì khác nhau a hát trung niên bị kéo vào trong thân cây bạch ma thụ tiếng kêu thảm thiết im bặt tự gây nhiệt không thể sống lăng hàn lạnh lùng nói ra thật xem hắn là người hiền lành sao đại hắc cầu chạy trở lại nói với nữ hoàng thân tiếp theo có thể nhẹ chút không cầu ra mệt giả rời nữ hoàng không để ý tới nàng cực kỳ ngạo kiều bởi vì bạch ma thụ bắt được con mồi tạm thời cũng không tấn công lăng hàn, đám thi thể không đầu đứng chung quanh bảo hộ nó. Sinh linh nơi đây đều tiến hóa hóa năng lực giết chóc. Đại hắc cầu lên tiếng, theo lý mà nói, bạch ma thụ sẽ hấp thu các khí thức cuồng bạo, chỉ có sát khí uy hiếp võ giả mà thôi. Nhưng bây giờ nó lại nuốt huyết nhục võ giả, thậm chí còn dùng di cốt của bọn họ chiến đấu, việc này quá sức tưởng tượng. Bạch ma thụ nhúc nhích có quy luật, không lâu sau lại có gương mặt mới xuất hiện trên thân cây, đồng dạng gương mặt rất thống khổ, giống như thừa nhận tra tấn đáng sợ nhất thế gian. Phốc, một thi thể không đầu xuất hiện nó mở mịt một hồi sau đó nhìn chầm chầm vào Lăng Hàn. Đầu ta đâu, đúng là yêu thụ, Lăng Hàn nói ra, nữ hoàng gật đầu, nàng ngạo kiều là thực nhưng thời điểm xem trọng sẽ không chủ quan. Đám thi thể không đầu lại tới nhưng dừng cách đám người Lăng Hàn chừng 20 trượt dường như đây là cực hạn của chúng, không thể vượt qua. Lăng Hàn cười ha ha, hắn chủ động chém giết đám thi thể thật cho rằng ta không thể chỉ các ngôi sao. Hắn hử lạnh sau đó ném quang cầu về phía trước, bảo cho ta, oanh, vào lúc đám thi thể lao tới, quang cầu nổ tung và lôi quang đáng sợ sinh ra. chương 1950, Thu Ma Thụ, 3333, thi thể không đầu nổ tung, lôi quang tàn sát bừa bãi chỉ còn vài thi thể mà thôi. Lăng Hàn biểu hiện một chút, vừa rồi hắn dùng lưu đầy thuật nhốt bản thân vào dị không gian tránh thoát một kích cuồng bạo này, lôi cầu nổ tung không ảnh hưởng tới hắn còn có bảy thi thể không đầu chưa bị nổ chết nhưng gãy chân gãy chân thiếu cánh tay thiếu chân chiến lực cũng tàn hắn tiến quân thần tốc muốn tiêu diệt toàn bộ thi thể soát 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 những thi thể không đầu lao thẳng về phía lăng hàn muốn ngăn cản hắn cút lăng hàn hét lớn một tiếng huyền âm mẫu thủy phát huy hắn lập tức đóng băn toàn bộ quái vật hắn lại đánh một quyền ầm những thi thể bị đánh thành bột phấn gương mặt trên thân cây bạch ma thụ vặn vẹo giống như sợ hãi thân cây lại phun ra vô số thi thể không đầu lần này là những thi thể lâu năm chỉ còn lại khung xương mà thôi không có chút huyết nhục nào trên đó đám khô lâu này nhìn chằm chằm vào lăng hàn chúng không có đầu số lượng của chúng không ngừng tăng nhiều dựa vào yêu thụ này có sở thích thu thập thi thể không đầu lăng hàn cảm thấy ác hàn gốc bạch ma thụ này giống như cái động không đáy nó không ngừng phun bộ xương ra ngoài sau đó chung quanh gốc cây có vài trăm khô lâu không đầu chúng giống như binh sĩ bảo vệ nó Bạch ma thủ vươn lá cây khô lên cao và phe phẩy chỉ huy đa ám khô lâu tấn công Lăng Hàn. Lúc đám khô lâu tiếp cận Lăng Hàn, yêu thụ lập tức phun sương mù về phía Lăng Hàn, cảnh tượng rất kinh khủng. Lăng Hàn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn nhanh chóng né tránh, đầu óc hơi choáng váng, khí lực như nhũn ra. Độc, Lăng Hàn vận chuyển cửu thiên hỏa, oanh, quanh người hắn sinh ra hỏa thuẫn thiêu đốt sương mù chung quanh. Hắn lại vận chuyển dịch hỏa thuật, hỏa nguyên bốn phía sôi trào, dùng cửu thiên hỏa làm điểm, ngưng tụ thành một hỏa cầu thật lớn. thập thú thuật, lăng hàn lại vận chuyển một môn tiên thuật 333, hỏa diễm biến hóa hình thành 10 chiến thú. trước đó hắn chỉ có thể ngưng ra ba đầu chiến thú, bởi vì bổn nguyên chi lực của hắn có hạn. ở chỗ này hỏa nguyên quá rồi dào, hơn nữa có thể sử dụng không giới hạn, dễ dàng ngưng tụ 10 chiến thú. hơn nữa uy lực tuyệt đối cực mạnh, nếu không phải cảnh giới bản thân lăng hàn hạn chế, chúng có thể đột phá phân hồn. cho dù như thế, đây tuyệt đối là tứ trảm đỉnh phong hơn nữa còn là vương giả mười đầu hỏa diễm chiến đánh tới trên người có hỏa diễm hừng hực nơi này có hỏa diễm tràn đầy ngay cả phân hồn cũng phải dùng toàn lực đối kháng trên thực tế xâm nhập vào nơi này cường giả tiên phủ cảnh cũng rất khó đối kháng phải mượn huyết long giáp bạch ma thụ sinh trưởng ở nơi này cho nên mới không có bị hỏa nguyên cuồng bạo nhắm vào lang hàn chủ động điều khiển cho nên mười đầu chiến thú có khác biệt oanh 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 mười đầu chiến thú phát huy chúng nhào vào đám thi thể hỏa diễm hừng hực thiêu đốt đám thi thể. Mười đầu chiến thú đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, dễ như trở bàn tay, tiêu diệt toàn bộ thi thể. Gương mặt trên bạch ma thụ vô cùng sợ hãi, làm cho lăng hàn im lặng là gốc yêu thụ đang chìm xuống đất, dường như muốn vụng trộm chạy trốn. Chạy trốn sao, lăng hàn hừ một tiếng, hắn vận chuyển cửu thiên hỏa hình thành mạng lưới khổng lồ chung quanh người, khóa thiên bế địa. Gốc bạch ma thụ này đã có trí tuệ, hơn nữa chỉ số thông minh còn không thấp, biết không đường lui, quyết đoán buông tha ý niệm bỏ chạy trong đầu nó nhìn chằm chằm vào lăng hàn thân cây mở ra nó phun ra một đống đồ vật lúc này không phải thi thể không đầu mà là từng mặt người nam có nữ có già có trẻ có những gương mặt này vô cùng đau đớn những mặt người bay lên không trung chúng vần quanh người lăng hàn đột nhiên chúng đồng thời phun hắc khí ra ngoài hóa thành thiên thương chiến mâu đều là quy tắc hiển hóa có ký hiệu đại đạo tỏa sáng công kích như vậy phi thường đáng sợ khí lực của Lăng Hàn rất mạnh, có thể ngăn cản công kích tốt nhất, gặp gỡ quy tắc chi lực thì hiệu quả kém một chút. Cho nên đều là chạm trần cảnh, man lực giết không chết hắn, nhưng có thể dùng quy tắc chi lực luyện hóa mất. Đương nhiên đả kích như thế không thể chém giết Lăng Hàn, dù thế vẫn tạo thành phiền toái nhỏ với hắn, ít nhất hắn cảm thấy đau đớn. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không muốn đối cứng, tay hắn ấn một cái tuế nguyệt thiên thu bộc phát, toàn bộ mục nát. Thời gian chi lực, quy tắc cường đại nhất dưới tiên vương, nó rất trâu bò, cái gì thiên thương, chiến mâu, tất cả đều tan dã, Lăng Hàn như dạo chơi, hắn bước thẳng Bạch Ma Thụ, vừa đi vừa dùng kiếm khí quét ngang, lần lượt chém nát từng gương mặt hình người. Người chết là hết, cũng nên bụi về bụi, đất về đất. Bạch Ma Thụ giãy dụa lần cuối cùng, nó mở thân cây phóng thích sát khí khôn cùng. Đây là một loại kỳ thụ, chuyên hấp thu sát khí sinh trưởng, trong người nó ẩn chứa sát khí đậm đặc, vào lúc phun ra liền hóa thành khô lâu hình người múa liêm đao khổng lồ tấn công Lăng Hàn. Đao còn chưa chạm xuống, Lăng Hàn cảm thấy làn da như bị xé rách, hắn hừ một tiếng, phát động thủy chi bản nguyên sau đó đánh ra một quyền. Ba, cả gốc yêu thụ bị băng phong, Lăng Hàn vung tay lên, hắn thu bạch ma thụ vào trong hắc tháp. Xong, kết thúc công việc, giao bạch ma thụ ra đây, giọng nói lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy một nam tử từ xa chạy tới, thần sắc vô cùng ngạo mạn. Lăng Hàn quay đầu nhìn sang, người này rất trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, rất trẻ tuổi nhưng vô cùng xa lạ. Dựa vào cái gì, hắn lãnh đạm hỏi, bằng không thi, ngươi sẽ chết, ngữ khí của nam tử trẻ tuổi lạnh như băng, nơi này là bí cảnh, người chết là bình thường, dù sao chỉ cần giết người diệt khẩu không lưu hậu hoạn là được. Đương nhiên, như tử hà băng vân, lạc trường phong là truyền nhân thế lực tiên vương, cho dù có thể giết chết bọn họ cũng không ai dám ra tay, bằng không sẽ chọc ra lỗ thủng lớn, không tra ra ai là hung thủ, như vậy sẽ giết tất cả người có liên quan. Phân rõ phải trái với thế lực tiên vương, người quá ngây thơ rồi. Trong bí cảnh như vậy, cũng chỉ có truyền nhân hai thế lực Tiên Vương hiển nhiên Lăng Hàn không phải. Ta không tin." Lăng Hàn lắc đầu, nam tử trẻ tuổi cười suy, nói: "Ta là Nam Cung Đình, thánh tử của Thái Âm giáo. Chính ngươi suy nghĩ xem kết quả đối địch với ta là như thế nào." Lăng Hàn cười, nói: "Thánh tử Thái Âm giáo không phải Bắc Huyền Minh sao?" Cắt tên phế vật, chương 1951, người giấy. Nam Cung Đình quát lớn nhưng dáng vẻ khó chịu, hắn nhướng mày, nói: ít nói nhảm, giao bạch ma thụ ra đây. Hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào yêu thụ này, lần trước hắn đã tới đây nhưng không có nắm chắc, lần này thì khác, lần này hắn mới bước vào tứ trảm, chiến lực tăng lên thật nhiều, thứ hai hắn còn cầu tông môn bảo vật có thể khắc chế bạch ma thụ. Hắn vốn bình tĩnh, cho rằng ngoại trừ rồi tử hà băng vân, lạc trường phong ra, căn bản không có ai thu yêu thụ này, vừa rồi chạy tới đã nhìn thấy yêu thụ không còn. Thánh tử thánh nữ hoặc là người thừa kế thế lực tam tinh, cho dù hắn không biết rõ toàn bộ nhưng có nắm giữ tư liệu liên quan, biết Lăng Hàn không có hậu trường. Vì vậy hắn có kiêng kỵ Lăng Hàn nhưng cho rằng có thể thu thập được đối phương. Thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, hắn sẽ không có trực tiếp động thủ, cũng khôn muốn lãng phí thời gian và tinh lực lên người Lăng Hàn, nếu có thể dùng lời nói giải quyết thì cớ sao lại phải động thủ. Lăng Hàn cười ha ha, nói, trong mắt của ta, người không mạnh hơn Bắc Huyền Minh ở điểm nào. Làm can, dám so sánh ta với tên phế vật đó. Nam Cung Đình giận dữ, tên phế vật kia đánh nhau cùng cấp và bại trong tay ngươi, đám hỏi với phó gia cũng thất bại, hơn nữa làm người vô cùng hèn mọn. Phế vật như vậy sao xứng đặt song song với hắn, đều là thánh tử. Ngươi không nên tự tìm chết sao. Nam Cung Đình cười nhạt, hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một đóa hỏa diễm, sau đó biến thành hỏa cầu, bên trong còn có ký hiệu đại đạo đang phiêu phù. Lẽ nào ngươi không biết, ta chính là hỏa tu, khai chiến ở nơi này chiến lực sẽ gia tăng ít nhất một thành hắn ngạo nghễ nói, còn những người khác, chiến lực chẳng những không tăng, ngược lại còn suy yếu. Ngươi nhất định phải giao thủ với ta, nữ hoàng đi lên một bước, nói, cút, nam cung đình giận tím mặt, lại dám bảo hắn cút, ăn gan hùm mật gấu sao. Hắn quát nữ hoàng, lúc ánh mắt nhìn tới nàng liền nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời này có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao, hắn cũng từng gặp nhu yêu nữ, lúc đó hắn kính như thiên nhân, cho rằng đó là người đẹp nhất trên đời, là nữ nhân có mị lực nhất, tuyệt đối không có người nào vượt qua, hiện tại còn có người đẹp hơn, có thể nói là ông trời sáng tạo ra, hơn nữa khí chất cao quý không gì sánh nổi, đủ sức làm người ta quỷ bái. Ha ha ha, hắn đột nhiên cười to, sát cơ lộ ra mặt, vốn hắn không muốn khai chiến với Lăng Hàn, chỉ muốn lấy bạch ma thụ là được, dù sao đối phương có thể thu yêu thụ này cũng không phải kẻ đơn giản, tốt nhất không nên khai chiến. Nhưng bây giờ hắn cải biến chủ ý, hắn muốn người nữ nhân này nhất định phải đạt được. Lăng Hàn nhìn thấy tham lam trong mắt hắn, hơn nữa dục vọng cực kỳ mãnh liệt, chính ánh mắt này đã dẫn hắn vào tử lộ. Chết, Nam Cung Đình vung hỏa cầu bay về phía Lăng Hàn, hắn muốn giết Lăng Hàn sau đó bắt nữ hoàng, hắn không để mắt tới đại hắc cầu. Lăng Hàn cũng nhấc tay điểm lên tơ ơi, hỏa diễm bốc cháy hừng hực, hơn nữa hỏa cầu còn lớn hơn Nam Cung Đình gấp đôi. Nam Cung Đình trợn mắt há hốc mồm, hắn không dám tin vào mắt của mình. Hỏa nguyên của người ta còn mạnh hơn hắn sao? Lăng Hàn đẩy hỏa cầu về phía trước, anh, hai hỏa cầu va chạm với nhau, nhất thời hỏa diễm bao phủ một góc trời, sau đó nhìn thấy hỏa cầu của Nam Cung Đình vỡ nát và hóa thành mấy trăm đóng lửa nhỏ. Hỏa cầu của Lăng Hàn chỉ nhỏ hơn một phần ba, hơn nữa còn ép thẳng về phía Nam Cung Đình. Nam Cung Đình quá sợ hãi, vội né tránh hỏa cầu đánh tới. Thực lực của hắn quả thật không tệ, hắn đúng lúc né được một kích này, hắn có thể trốn được mùng một nhưng không trốn được ngày rằm. Hắn vừa đáp xuống đất, đột nhiên cảm thấy đau đớn, hắn cong người kêu ô ô đó là đại hắc cầu sử dụng không gian di động, nó đã sớm chờ sẵn. Ngươi dám xem thường cầu ra, đại hắc cầu há mồm, nó đắc y cắn một cái. Chó chết, nhả ra, nam cung đình giống giận, oanh, toàn thân hắn có hỏa diễm bạo phát, từng đạo phù hiệu nhảy múa quanh người. Hắn là thánh tử một giáo, đương nhiên phải có thiên phú kinh ngươi, hỏa diễm này có lực phá hoại đáng sợ, đại hắc cầu nhã ra sau đó không gian di động trở lại bên người lăng hàn. Sắc mặt nam cung đình dữ tợn, trong suy nghĩ của hắn mọi chuyện quá dễ dàng, giết người đoạt bảo, lại thu một mỹ nhân tuyệt thế, hệ hiện tại còn chưa làm được còn bị chó cắn một cái. Các người chọc ta tức giận, hắn lạnh lùng nói rằng, hắn móc một cái túi trong ngực ra ngoài, sau đó mở túi lấy một vật. Đó là một người giấy, còn tưởng rằng hắn móc bảo bối gì, kết quả là chỉ là một người giấy, lẽ nào là lá bài chưa lật. Hừ, Nam Cung bình lộ ra vẻ đau đớn, đây là bảo vật hắn cầu đại lão trong giáo, là đạo cụ tiêu hao, không dùng được bao nhiêu lần, chỉ có thể sử dụng lúc mấu chốt, nhưng vì bạch ma thụ nên có dùng một lần cũng không tiếc. Hắn vốn muốn sử dụng người giấy đối phó bạch ma thụ. Hắn ném người giấy ra ngoài, hào quang bộc phát sáng ngời, sau đó thân thể của hắn có hào quang đại đạo xuất hiện, từng phu văn đại đạo thâm thúy xuất hiện và bay vào người giấy. Giết hắn đi, Nam Cung Đình chỉ vào Lăng Hàn, lại ra lệnh cho người giấy. Người giấy nhìn sang Lăng Hàn, sau đó thân ảnh của nó biến mát, lập tức tấn công Lăng Hàn. Người giấy rất mạnh, Lăng Hàn đấm một quyền vào người giấy, chỉ giao phong một lần nhưng hắn lại bay ra ngoài, trên da xuất hiện vết máu động. Nửa bước phân hồn, đại hắc cầu kinh hô, tiểu hàn tử, người phải cẩn thận, người giấy truy kích, tốc độ cực nhanh, nó đuổi theo Lăng Hàn, lập tức vung tay trái tấn công Lăng Hàn, đại đạo ngưng tụ hóa thành trường mâu đâm tới. Lăng Hàn bộc phát chiến ý, giao thủ với cường địch như vậy sẽ thế nào? Hắn lập tức giao chiến với người giấy, thình thịch thình thịch, người giấy phản ứng mau lẹ không gì sánh được, cho dù Lăng Hàn tiến công nhanh hơn nữa cũng không theo kịp phản ứng của nó, sau đó xuất thủ chống đỡ, thậm chí phản kích. Sức chiến đấu của nó quả thực còn mạnh hơn Lăng Hàn, mỗi lần oanh kích đều gây vết thương nhỏ lên người Lăng Hàn. Nửa bước phân hồn, ý vị người giấy có một ít chiến lược phân hồn. Người giấy phát huy, thực lực của nó vừa may không dẫn động bí cảnh cuồng bạo, có thể nghiền ép tất cả chảm chân, có thể nói là tồn tại vô địch. chương 1952, mục tiêu người cao bao nhiêu? Lăng Hàn làm sao phá giải? hắn tạm thời không có suy nghĩ, hắn cứ đối chiến với người giấy, giao chiến với cường đích như vậy có thể xúc tiến hắn lĩnh mộ đại đạo, ở dưới áp lực cường đại, tiềm lực của hắn mới có thể bị nghiền ép đi ra. Hơn nữa người có thể đánh hắn đau quá ít, chiến ý của lăng hàn như lửa, các loại tiên pháp hạ bút thành văn, ngoại trừ huyền âm mẫu thủy và cửu thiên hỏa ra, hắn còn nhiều chiêu thức khác. Luận thực lực chân chính, hắn tuyệt đối không thể không phải đối thủ của nửa bước phân, hắn dựa vào thể phách cường đại cho nên biến thành tiểu cường con rắn không chết. Hắn chỉ chịu một ít vết thương nhẹ cho nên có thể ngóc đầu trở lại nhanh chóng Ngươi, ngươi là quái vật sao? Nam Cung Đình cũng không biết, gương mặt biến thành màu xanh Hắn tin tưởng, đổi lại thánh tử thánh nữ của tiên vương đại giáo tới đây Cũng tuyệt đối không có khả năng biểu hiện yêu nghiệt hơn Lăng Hàn ahhh à, người này là người sao? Nhưng nửa bước phân hồn chính là nửa bước phân hồn Người giấy xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt đã công kích vô số lần Cho dù năng lực khôi phục của Lăng Hàn yêu nghiệt cũng không theo kịp đả khích thương thế dần dần nặng hơn. Nam Cung Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn có thể diệt sát Lăng Hàn. Hắn đau lòng muốn chết, hoàn toàn không nghĩ tới phải hao phí nhiều cơ thời gian như vậy mới có thể đánh hạ Lăng Hàn, người giới tiêu hao quá lớn cho nên phải phong ấn cất vào, sau đó còn có thể sử dụng vài lần, còn có thể dùng bao lâu còn là câu hỏi. Lần này tốt xấu gì cũng thu được Bạch Ma Thụ, càng thu được nữ nhân Thiêu Kiều bá nghị. Không thua thiệt, Lăng Hàn bị thương càng ngày càng nặng, chẳng những da chóc thịt bong thậm chí ngay cả đầu khớp xương cũng lộ ra, cũng may thần cốt của hắn cứng rắn cho nên không bị bẻ gãy. Hắn cảm thấy mỹ mãn, nói, không chơi nữa, Nam Cung Đình cười nhạt, người nói không chơi là không chơi, mọi thứ sẽ theo ý của ngươi sao. Tâm niệm lăng hàn vừa động, 10 đầu hỏa diễm chiến thú lập tức xuất hiện, chúng tấn công Nam Cung Đình, hơn nữa còn tấn công người giấy. Nội tâm Nam Cung Đình mắng chửi, vội vã thi triển tiên thuật tấn công chiến thú. Mặc dù những chiến thú này không phải bổn nguyên ngưng tụ thành, lại bởi vì nơi này có hỏa nguyên rồi rào không gì sánh kịp, mỗi một con chiến thú đều có thực lực tứ chảm đỉnh phong, đủ để địch nổi Nam Cung Đình, hiện tại 10 đầu cùng tấn công, Nam Cung Đình cũng sợ hãi. Không qua mấy chiêu, Nam Cung Đình liền bị thương, dáng dấp không thể tốt hơn Lăng Hàn bao nhiêu. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thương thế trên người khép lại, hắn lại vận dụng cửu thiên hỏa cùng huyền âm mẫu thủy là con bài chưa lật, nếu không. Hoàn toàn không có tư cách đấu với người giấy, hai đại thiên địa bổn nguyên xuất kích, Tình huống của hắn nhất thời chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tuy vẫn lâm vào hạ phong nhưng Lăng Hàn lại cảm khái, phân hồn cùng Trảm Trần có chênh lệch quá lớn. Đây chỉ là nửa bước phân hồn mà thôi, hắn cũng không suy nghĩ một chút, mình mới là nhị Trảm, có thể đấu với nửa bước phân hồn lâu như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nam cung đình lại không xong, hắn mới tứ Trảm sơ kỳ, mặc dù là vương giả cho nên đấu với một đầu chiến thú không lâm vào hạ phong, huống chi 10 con cùng lên. Hơn nữa chiến thú là tiên pháp ngưng tụ thành, sẽ không chết, cũng không sợ bị thương, hắn không có tư cách đồng quy vô tận. Dịch hỏa thuật phối hợp thập thú thuật, đây chính là hai tiên vương pháp, hơn nữa nơi này có hoàn cảnh đặc thù, lúc này mới hình thành chiến lực mạnh như thế. Nam cung đình lại phát chỉ lệnh, sai người giấy trở lại cứu giá, nói cách khác hắn sắp bị chiến thú oanh sát. Lăng Hàn sẽ không cho hắn thực hiện được, hắn dùng thế tiến công mạnh mẽ tấn công người giấy, không cho nó cơ hội cứu viện Nam cung đình. Phốc hắn bị đánh thổ huyết, muốn đối kháng chính diện với nửa bước phân hồn quá khó khăn. Hắn có được thể phách cường đại nên mới thổ huyết, đổi lại lạc trường phong, tử hà băng vân, hiện tại chắc chắn đã biến thành thi thể. Thời điểm lăng hàn phun ra ngụm máu tươi thứ 13, đột nhiên người giấy rừng công kích. Nam Cung Đình đã bị 10 con chiến thú đánh thành cặn bã. Người giấy dại ra một chút sau đó bất động, nó dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi bí cảnh. Không có người sai khiến nên nó sẽ quay trở về nơi này cách thái âm giáo không biết bao xa cũng không biết lực lượng trong người nó có thể trèo chống tới khi trở về bên người đại năng thái âm giáo hay không lăng hàn cũng lười để ý tới sau khi hắn ra khỏi bí cảnh sẽ đi tây tiên vực chẳng lẽ thái âm giáo sẽ vượt qua hải vực vô tận tìm hắn hay sao hắn lại tìm không gian giới chỉ trong người nam cung đình thân là thánh tử của đại giáo tam tinh gia sản trên người nam cung đình làm lăng hàn cười thỏa mãn giết người đoạt bảo chính là con đường phát tài nhanh nhất hơn nữa đối phương còn muốn giết hắn nói cách khác đây là hạ trạng của kẻ muốn hại người. Lang Hàn lấy thụ tâm của bạch ma thụ ra, đó là một khối tinh thể to như nắm đấm, nó nửa trong suốt, bên trong có khí tức như sương mù. Chúng chính là sát khí nồng đậm, sau khi luyện hóa có thể lĩnh ngộ sát lục quy tắc. Nữ hoàng biểu thị không cần đồ chơi này, nàng không phải người giết chóc thành đạo, đồ chơi này không có trợ giúp với nàng, ngược lại sẽ làm dao động đạo tâm. Quả thực, ma hóa thuộc tâm là trí bảo nhưng cũng là con dao hai lưỡi, dùng không khéo sẽ bị thương, có khả năng thay đổi tính tình của một người từ đó biến thành người khác. Lang Hàn rất tự tin vào mình, tính tình sẽ không biến hóa. Bọn họ thu liếm tâm thần và tiếp tục lên đường. Tiểu tử, tới tới. Đại Hắc Cầu ngoắc ngoác Lang Hàn, ngươi lại có chủ ý xấu gì? Lang Hàn tức giận hỏi. Đại Hắc Cầu nghiêm túc hỏi. Tiểu tử, mục tiêu của ngươi cao bao nhiêu? Tại sao ngươi nghiêm trang làm gì ta không thích ứng? Lang Hàn cười nói, ta đang hỏi ngươi rất nghiêm túc đấy. Vẻ mặt Đại Hắc Cầu ghét bỏ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, dĩ nhiên là trở thành tiên vương rồi một, ha ha, mục tiêu tiên vương nhìn như rất lớn nhưng kỳ thật rất nhỏ. Đại hắc cầu đứng lên, hai chân trước chắp sau lưng, nó nghiêm túc nói. Nhưng trên thực tế, vô số kỷ nguyên qua, người có biết trong tiên vực có bao nhiêu người trở thành tiên vương không? Người muốn nói với ta tiên vương nhiều như chó. Lăng Hàn cười nói, chương 1953, ngũ chảm, tuy không tới mức khoa trương như vậy nhưng số lượng tiên vương tuyệt đối nhiều hơn người tưởng tượng đấy. Đại Hắc Cầu ung dung nói, thành tựu tiên vương thật sự thoát khỏi thiên nhân chi ách, tích lũy qua vô số kỷ nguyên, hắc hắc. Vậy tại sao tiên vương hiếm thấy như thế? Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, theo như Đại Hắc Cầu nói, tiên vương có khả năng nhiều như cỏ dại, mỗi một tòa thành sẽ có tiên vương tọa chấn. Đại Hắc Cầu nghiêm túc, nói, bởi vì bọn họ đều chết rồi, Lăng Hàn biến sắc. Ngươi vừa mới nói tiên vương nhiều như chó, còn nói tiên vương thoát khỏi thiên nhân chi ách, hiện tại lại nói những tiên vương này chết rồi, những lời này không phải quá mâu thuẫn hay sao? Tiểu tử, người còn chưa hiểu ý của cầu gia, đại hắc cầu lắc đầu, nói, vì cái gì những tiên vương này chết, là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ mạnh, người đang hồ lộng ta, lang hàn khoát tay nói ra, tiên vực không sóng êm biển lặng như người suy nghĩ đâu. Đại hắc cầu nói cực kỳ nghiêm túc, ý của ngươi muốn nói có đại nhân quả, cho dù là tiên vương cũng bị cuốn vào lăng hàn hỏi hắn đã hiểu ý của đại hắc cẩu đại hắc cẩu gật gật đầu trẻ nhỏ dễ dậy rốt cuộc tiểu tử ngươi cũng nghĩ thông suốt lăng hàn đã nghiêm túc nói rốt cuộc là nhân quả gì lại làm tiên vương vẫn lạc liên tục kỳ quái nếu có đại chiến lớn như thế vì cái gì trong tiên vực ít người biết bổn tỏa không biết rõ đại hắc cẩu gái gãi đầu bộ dạng không đáng tin cậy lăng hàn đổ mồ hôi lạnh nói vậy tại sao ngươi có kết luận như vậy Đại hắc cầu khinh miệt nhìn hắn, nói, đương nhiên là trí nhớ của bổn tỏa, ngươi nói không nhớ rõ, tại sao lại nói là trong trí nhớ. Lăng Hàn hỏi lại, ngươi thật đần, bổn tỏa không có nhớ kỹ càng, trong trí nhớ cũng chỉ biết là đại nhân quả, nói rõ cái gì. Việc này quá trọng yếu, đại hắc cầu lắc đầu, bộ dạng khinh bỉ, Lăng Hàn vuốt đầu, nói, việc này có quan hệ gì với chủ đề ban đầu, tại sao không quan hệ, đại hắc cầu nói một tiếng. Cho dù ngươi trở thành tiên vương, nếu như thực lực không đủ sẽ bị đưa đi làm pháo hôi. Tiên vương Cửu Trọng, một bước một trọng thiên, ngươi là tiên vương nhất trọng gặp được tiên vương nhị trọng, vậy thì chẳng khác gì phân hồn gặp tiên phủ. Muốn thành tiểu tiên vương Cửu Trọng, ngươi nhất định phải đánh bóng mỗi cảnh giới tới mức hoàn mỹ. Lăng Hàn cười cười, nói, không cần lo lắng, mỗi cánh giới của ta đều tu tới hoàn mỹ. Cũng không phải hắn khoe khoang, mà thật sự là như thế. Ta biết rõ tiểu tử ngươi sẽ tự mãn, cho nên bổn tọa mới cố ý nhắc nhở ngươi đấy. Đại Hắc Cầu bộ dạng kiêu ngạo nói: Ngươi cho rằng trảm thiên địa là hoàn mỹ? Ân, lúc này Lang Hàn cả kinh như vậy chưa tính là hoàn mỹ. Không không không, Đại Hắc Cầu liên tục lắc đầu nói: Trong trí nhớ của bổn tọa muốn thành tựu tiên vương cửu trọng hay thiên tôn gì đó, chẳng những cần trảm thiên địa thành đạo, hơn nữa còn là ngũ trảm, ngũ trảm, Lang Hàn kinh hô, điều này có thể sao? Tứ trảm là cuối cùng, không có khả năng lại trảm nữa, bằng không chỉ có thể trảm tính mạng của bản thân đây là việc mọi người đều biết. Nếu có thể chảm trần không ngừng, ta chảm mười, chảm trăm lần, chẳng phải có thể giết cả phân hồn và tiên phủ hay sao? Nếu thiết trí cảnh giới như vậy tự nhiên là có đạo lý. Đương nhiên là rất khó, thậm chí từ xưa đến không có bao nhiêu người đi thông, nhưng bổn tọa biết, người muốn đạt tới võ đạo đỉnh phong phải ngũ chảm. Đại Hắc Cầu nghiêm túc nói, chảm thiên địa chỉ có thể trợ giúp người thành hoàng giả, nếu có thể ngũ chảm. Mới có thể giúp người trở thành trí cường giả hiếm có trong thiên địa, cũng chỉ là khả năng, nếu không đạt tới ngũ trảm, người sẽ không có tư cách đẩy cánh cửa này ra. Theo cách nói của Đại Hắc Cẩu, tiên vương đều trảm thiên địa mới thành đạo, mà từ xưa đến nay, vô số kỷ nguyên tích lũy qua, cho dù trảm thiên địa cũng hiếm có, số lượng tiên vương ít tới mức không hợp thói thường. Ngũ trảm, Lăng Hàn nhìn Đại Hắc Cẩu, ngũ trảm, Đại Hắc Cẩu gật đầu, nói, nếu ngươi chỉ muốn thành tựu tiên vương, như vậy ngươi có thể thuận thuận lợi lợi đi tiếp, có thể ngươi sẽ đạt tới tiên vương cửu trọng, con đường như vậy vô cùng nhấp nhô gập ghềnh. Hơn nữa không chỉ chạm chân, phân hồn, tiên phủ, thăng nguyên, người phải đạt tới hoàn mỹ, siêu việt tất cả vương giả, như vậy mới có tư cách đi tới đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi, nói, Người mới nói thiên tôn, cái gì thiên tôn, cẩu ra có nói qua sao, đại hắc cẩu mờ mịt, thực sự chỉ là thốt ra hay không biết. Lăng Hàn vẫn nhớ rõ tiểu tháp nói chủ nhân ban đầu của hắc tháp chính là thiên tôn, đây là một loại kính xưng hay nó là cảnh giới, nhưng Tiểu Tháp và Đại Hắc Cẩu không muốn nói nhiều về việc này, hắn cũng không hỏi thêm, dù sao một ngày nào đó hắn sẽ đạt tới độ cao như vậy, nếu không đạt tới, biết rõ thì dùng làm cái rắm gì. Người hiện tại nói với ta những lời này làm gì? Lang Hàn đổi một chủ đề, bổn tọa sắp đi tới một nơi. Đại Hắc Cẩu nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy, biểu hiện trên mặt nghiêm túc và trang trọng. Nơi nào? Lang Hàn kinh ngạc, Đại Hắc Cẩu vội vã nói với hắn những việc này giống như bàn giao hậu sự chẳng lẽ nó muốn đi nơi vô cùng nguy hiểm sao? Đó là nơi vô cùng nguy hiểm, đại hắc cầu dùng giọng nói trầm thấp giống như tráng sĩ chặt tay. Lăng Hàn nhướng mày, nói, rốt cuộc ngươi đi làm gì? Năm đó, đại hắc cầu nhớ lại một hồi, nói, bồn tỏa đã đáp ứng chính mình, muốn trộm đồ lót của linh diệu tiên vương, hiện tại cầu ra trở lại tiên vực, đó là thời điểm phải hoàn thành nguyện vọng. Thời điểm nói câu sau cùng, đầu lưới của đại hắc cầu thè ra và chảy nước miếng. Ngoá, Lăng Hàn đá một cước, còn tưởng rằng đại hắc cẩu đứng đắn hiếm có, kết quả vẫn không đáng tin cậy. Tiểu Hàn tử, người qua sông đoạn cầu, cầu ra xem như nhận lầm bạch nhãn lang ngươi. Đại hắc cẩu vừa trốn vừa nói, Lăng Hàn chỉ cười ha ha, bọn họ tiếp tục đi tới, bình nguyên bao la kinh người, hơn nữa không ít nơi ẩn chứa nguy cơ, trong tảng đá tùy thời bộc phát sát khí hóa thành mũi tên, phi kiếm chém tới, đừng nói Lăng Hàn chỉ là nhị trảm, cho dù tiên phủ cũng có thể bị chém giết. Bởi vậy, bọn họ cẩn thận đi tới trước, cho dù ngắt thánh dược cũng phải quan sát cẩn thận. chương 1954, đánh lén vô sỉ. Đến cảnh giới của Lăng Hàn và Nữ Hoàng, tác dụng của thánh dược là cung cấp tích lũy nguyên lực, tiên dược cảm ngộ quy tắc, tác dụng của thánh dược không lớn, cần phục dụng rất nhiều mới có hiệu quả. Hơn 10 ngày sau bọn họ cũng ra khỏi bình nguyên đi tới dưới chân núi, nhưng nơi này không phải núi lửa, từ nơi này xem, ngọn núi này cao không thể chạm tới, thật không biết còn cách bao xa. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện, Lăng Hàn đã tìm hiểu tình huống trong tiềm long bí cảnh, biết rõ nơi này là thang long điện. Vì cái gì xưng là tiềm long bí cảnh, đó là vì có quan hệ với thang long điện, nghe nói nó là một trong số những nơi không bị phá hủy trong tiềm long bí cảnh, hoặc có thể nói kiến trúc bị phá hư rất ít. Thang long điện này là khu vực tiên vương đại giáo dùng để khảo nghiệm đệ tử, hơn nữa còn là cấp bậc chảm chân, bởi vì trận pháp bảo tồn tương đối hoàn hảo, nơi này vẫn vận chuyển, vượt qua sẽ có ban thưởng. Những lần trước có người ngẫu nhiên tiến vào nơi này đạt được truyền thừa công pháp, chín thành chín đạt được từ bên trong thang long điện, nếu không tại những nơi khác, trải qua nhiều năm bị tẩy trừ vô số lần, có còn thừa hay không. Thời điểm ra khỏi bình nguyên, lộ tuyến mỗi người giống nhau, có thể đến nơi đây, mọi người hội tụ với nhau, đây là nơi phải qua nếu muốn đi sâu vào tiềm long bí cảnh, đồng thời cũng là khu vực có cơ duyên lớn, đi ngang qua không thể bỏ qua. Ở nơi rất xa, con thỏ cầm củ cải với đôi mắt như hồng bảo thạch nhìn chằm chằm vào lăng hàn, miệng sói đầy răng nanh dữ tợn. Đám người từ bốn phương tám hướng hội tụ tới nơi này, đều bước tới Thánh Sơn. Đến nơi đây, cho dù là cường giả tiên phủ cũng không thể xông qua được, hỏa nguyên sôi trào, không mặc xích long giáp chỉ có đường chết. Đối với Lăng Hàn lại là ngoại lệ, trong cơ thể hắn có cửu thiên hỏa, còn nắm giữ dịch hỏa thuật, hắn không gặp chút nguy hiểm nào, trái lại nơi này chẳng khác gì thiên đường. Hắn cũng không mặc xích long giáp, nhưng người ngoài không nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn mặc như nội giáp bên trong, bằng không mọi người sẽ cực kỳ khiếp sợ, là quái vật gì, ngay cả cường giả tiên phủ cảnh cũng không chịu nổi, người lại có thể thừa nhận. Lăng Hàn, nhận lấy cái chết, trong tiếng quát trói tai, chỉ thấy một người giết qua, trong tay cầm trường côn, toàn bộ phù văn trên trường côn tỏa sáng và sinh ra khí thế đáng sợ nện vào đầu Lăng Hàn. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn sang, người này rất là xa lạ nhưng tu vi bất phàm, chính là cường giả tứ trảm, chiến lược thập phần chắc tuyệt, cho dù không đạt tới vương giả nhưng cũng không kém nhiều hiển nhiên người này không phải tạm thời nảy lòng tham phát động công kích, mà là xúc thế từ lâu sau đó đánh đại chiêu, chẳng những hoàn toàn kích phát chuẩn tiên khí trong tay, còn vận dụng bí thuật đáng sợ, sau lưng hóa thành càn khôn, còn có vòng xoáy âm dương. Một cô này mang theo xu thế thiên địa sụp đổ, đoán chừng ngay cả lạc trường phong, từ hà băng vân bị đánh lén như thế cũng nhượng bộ lui binh, vội vàng không có biện pháp ngưng tụ nguyên lực tiến hành đối kháng. Đây là cố tính tính toán vô tình, lang Hàn vô cùng tức giận, nếu như đối kháng chính diện, mặc kệ kết quả như thế nào hắn cũng không xem thường đối thủ, cho dù hắn thắng, có khả năng hắn sẽ thả đối phương con đường sống. Còn đánh lén, oanh, người nọ giết qua, người còn chưa tới, côn tới trước, Trường Côn đập vào đầu Lăng Hàn, nói rõ muốn đánh Lăng Hàn thành cặn bã. Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, nàng muốn động thủ nhưng Lăng Hàn vươn tay nhấn vai nàng xuống, nàng từ bỏ ý đồ. Lăng Hàn ngẩng đầu, hắn nhìn Trường Côn, oanh, lực lượng cực lớn bộc phát, hắn muốn đấu cứng với Trường Côn lúc này vận dụng lực lượng tới mức tận cùng, trường côn không thể tổn thương hắn, lực phá hoại cũng không thể tiến vào người hắn, chỉ có thể chấn động ngoài thân thể. Trong tiếng nổ tung, mặt đất lang hàn đang đứng sụp đổ, dùng hắn làm trung tâm lan ra chung quanh, mặt đất vỡ tan như mạng nhện. Khí lãng bộc phát, cho bụi bay ra xa xa, đám người chung quanh ngừng chân, lập tức chú ý tới bên này. Bọn họ cau mày, bộ dạng khiếp sợ, có thể trọi cứng với một kích long trời lở đất như thế. Người này là người sao? kẻ đánh lén cũng phải ngạc nhiên không nhỏ, hắn tuyệt đối không ngờ Lăng Hàn cường đại như vậy. Phải biết rằng hắn ngưng tụ đại chiêu này rất lâu, lúc này mới đánh ra một kích như thế, dùng cố tình tính toán vô tình, một kích sẽ kiến công. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn vươn tay kéo côn sắt tấn công mình, kẻ đánh lén bị lực lượng dẫn dắt cho nên không tự chủ bị kéo về phía Lăng Hàn. Người nhỏ quá sợ hãi, hắn lập tức tránh né, còn muốn chạy, Lăng Hàn tỏa ra khí thế đáng sợ, oanh, giống như biển gầm ập tới, dưới một kích này tứ chi người nọ run rẩy thân thể ngây ngốc. Thiên uy, hiệu quả với vương giả rất nhỏ bé, người nọ cũng không phải vương giả, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, cho dù chỉ một giây cũng đủ rồi. Thân ảnh lăng hàn lướt qua, hắn đánh tới một quyền, một quyền đánh nát đầu kẻ này, óc trắng và máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng cực kỳ huyết tinh. Âm, um, lăng hàn mở nguyên lực hộ thuẫn, không có một giọt máu tươi dơ bẩn dính vào người hắn. Hắn lạnh nhạt nhìn sang đám người, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết ra tay với ta sẽ có kết quả như vậy. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, mỗi người không tự chủ cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Lại có ít người vụng trộm dò xét nữ hoàng, hiện tại không dám nhìn nhiều. Gia hỏa này quá mạnh mẽ, hơn nữa ra tay vô tình. Kẻ đánh lén là người thiên triệu gia, lăng hàn, người thật lớn mật, lại dám giết thuộc hạ của ta. Trong tiếng hừ lạnh, một người trẻ tuổi đi tới, hắn mặc trường bào màu trắng, phía trên có thêu bách thú đồ, mỗi một thú đều rất sống động, từ đó tỏa ra hung tính làm người ta sợ hãi. Lăng Hàn nhìn hắn, nói, giết không được sao, người tuổi trẻ kia nói, thuộc hạ của ta chỉ muốn luận bàn với ngươi mà thôi, ngươi lại ra tay giết người, thật quá phận. Lăng Hàn cười cười, nói, xem đánh lén nói thành luận bàn, da mặt của ngươi thật dày. Ta lại quên hỏi tên của ngươi, đến đến, nói cho ta biết một chút. Người tuổi trẻ kia ảo não, hừ một tiếng, nói, thiên triệu gia, thiên triệu dương, lại là cầu gia tộc này. Lăng Hàn ghét bỏ lên tiếng, không biết chuyện gì xảy ra, hắn đã cảm thấy dòng họ này quá khó nghe, mỗi lần nghe đều làm hắn tức giận. Uông, đại hắc cầu bất mãn, nó cắn tới. Tiểu tử, miệng ngươi thật thối. Chương 1955, rác rưởi. Lăng Hàn lại nghiêng người cười nói, người có người tốt và người xấu, chó cũng có chó ngoan và chó dữ, rất nhiều người như ngươi bị nó cắn sợ rồi đấy. Đại hắc cầu giận dữ, đuổi theo cắn Lăng Hàn. Sắc mặt Thiên Triệu Dương tối tăm, Hắn là một trong những người thừa kế Thiên Triệu gia, thậm chí tu vi còn cao hơn Thiên Triệu Điền, chính là tứ trảm đỉnh phong, thậm chí cũng có thể trùng kích phân hồn, hắn nhiều lần đi vào Tiềm Long bí cảnh cho nên mới nhẫn nại. Các ngươi dám bỏ qua ta? Kháo, muốn chết, Thiên Triệu Dương ra tay, cho dù thủ hạ bị Lăng Hàn miểu sát nhưng hắn vẫn tự tin làm được, bởi vậy hoàn toàn không sợ Lăng Hàn. Đương nhiên không sợ thì vô sợ, hắn vẫn xem trọng thực lực Lăng Hàn, hắn ra tay đều dùng toàn lực, vận chuyển ra tiên thuật vạn kiếm quyết, hắn vỗ hông, lúc này có từng thanh tiên kiếm bay ra, chúng dài ba thước, hơn nữa nhiều tới mấy vạn thanh. Mỗi một kim kiếm đều có phù văn rậm rạp, dường như sắp xếp theo quy luật nào đó, có hô ứng với nhau. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt mang theo hứng thú, cũng không phải nhằm vào tiên thuật mà là bảo kiếm. Toàn bộ là chuẩn tiên kim nhất tinh, với hắn mà nói, chuẩn tiên kim thập tinh và thần thiết thập nhị giai không có gì khác nhau, đều là lấy ra cho tiên ma kiếm thôn phệ, lần này nhìn thấy nhiều chuẩn tiên kim như thế làm hắn vô cùng vui vẻ. Đây là lợi nhuận lớn, nữ hoàng làm như không nghe thấy, nàng xem ra, thiên triệu dương, lạc trường phong hoặc một am miêu a à cẩu nào đó cũng không có gì khác nhau, căn bản không lọt vào mắt nàng. Địch nhân, chỉ cần đả đảo là xong, nàng thét dài sau đó vươn bàn tay trắng nõn đập về phía thiên triệu dương. Hừ, thiên triệu dương tức giận, tuy hắn động tâm vẻ đẹp của nữ hoàng, chỉ khi giao thủ thì hắn cũng không mềm lòng, cùng lắm hắn hạ thủ lưu tình, chỉ bắt giữ nữ nhân núng nịu này, sau đó hắc hắc hắc, hắn niệm một chỉ, vạn kiếm tề minh và hóa thành mưa to tấn công nữ hoàng. Thân ảnh nữ hoàng hơi run, nàng hóa thành chín phần thân, 10 thân ảnh triệu hồi 10 hỏa diễm chiến thú. Nàng cũng học dịch hỏa thuật, mặc dù không có cửu thiên hỏa làm cơ sở nhưng nơi đây có quá nhiều hỏa nguyên thân cận với nàng, bởi vậy nàng dễ dàng hiến hóa 100 chiến thú. Cửu tử thiên công gia tăng thập thú thuật, đây chính là tiên vương pháp. Có thể không trâu bò sao? Oanh Trăm đầu chiến thú cùng gào thét, hóa thành chấn động mắt thường có thể thấy được, sau đó vạn kiếm rung động. Vạn kiếm quyết là cấp bậc gì? Tiên thuật của thế lực tam tinh, cho dù là hạch tâm, đỉnh cấp cũng chỉ đạt tới tiên phủ cảnh mà thôi. Làm sao có thể so sánh với tiên vương pháp? Hoàn toàn không có khả năng. Bách thú xuất hiện ngăn cản vạn kiếm, mười nữ vô cùng ngạo kiều quan sát chung quanh. Bành bành bành, trăm đầu chiến thú triển khai đại phá hư, chúng cắn xé từng thanh kiếm, sau một lần cắn xé có vô số phủ văn phai mờ, hóa thành chuẩn tiên kim bình thường. Tuy những chiến thú này có chiến lực tương đương tứ chảm đỉnh phong nhưng không có bước vào cấp bậc vương giả, chẳng lẽ không thể đối phó chuẩn tiên kim hay sao? Lăng Hàn chỉ cười cười thu hồi chuẩn tiên kim, tất cả đều là chất dinh dưỡng của tiên ma kiếm. Dừng tay, thiên triệu dương đau lòng, cho dù hắn là thánh tử của đại giáo tam tinh nhưng cũng không có nghĩa chuẩn tiên kim nhất tinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vì chuẩn bị cho vạn kiếm, hắn đã tốn không ít tài phú. Nếu không vì cái gì không đổi thành chuẩn tiên kim nhị tinh, chẳng phải có uy lực lớn hơn sao? Không phải là không muốn đổi, hiện tại hắn không có nhiều tài phú như thế. Thiên Triệu Dương tấn công Lăng Hàn, muốn ngăn cản Lăng Hàn nhân lúc cháy nhà hôi của, hắn vừa hành động, nữ hoàng cũng hành động, cả hai đại chiến với nhau. Oanh, hai người đối bính, nữ hoàng rơi vào hạ phong, không có biện pháp, nữ hoàng chỉ mới vô địch khi vượt qua tiểu cảnh giới mà thôi, gặp phải tứ trảm sơ kỳ là quá sức, huống chi Thiên Triệu Dương là tứ trảm đỉnh phong. Nếu không phải nữ hoàng có tuyệt thế tiên thai, có thêm chín phân thân phụ trợ, nàng tuyệt đối đã bại từ sớm. Lăng Hàn cũng không có hỗ trợ, nữ hoàng là thiên tài võ đạo, đối thủ cường đại sẽ gia tăng áp lực cho nàng, từ đó nhanh chóng đạt tới nhị trảm đỉnh phong. Chỉ cần có thể đẩy cánh cửa tam trảm, như vậy cho dù là vương giả tứ trảm đỉnh phong, nữ hoàng không nói có thể chiến thắng đối phương, ít nhất cũng không phải sợ. Hắn vui vẻ nhặt chuẩn tiên kim, thiên triệu dương đã phóng ra, như vậy đừng mong thu hồi. Thiên Triệu Dương không nhịn nổi, hắn điểm một chỉ và quát. Thu, lúc này kiếm trận co rút lại, định, lăng hàn giống to, hắn vì những chuẩn tiên kim này đã bất chấp phát động thủy chi bản nguyên, nhiệt độ chung quanh giảm mạnh, ngay cả những phi kiếm đang phi hành cũng không nhúc nhích mảy may. Thời gian bị đông cứng, ngay sau đó những chuẩn tiên kim rơi xuống. Lăng hàn, người dám, Thiên Triệu Dương lạnh lùng quát lớn, đó là tích lũy của hắn, lại bị lăng hàn thu lấy như rác rưởi. Nội tâm của hắn đau đớn như nhỏ máu, Tiểu Hàn Tử rác rưởi cũng lấy bổn tọa xấu hổ khi làm bạn với ngươi. Đại Hắc Cầu xem thường hắn dơ hai chân trước che mặt dùng tiện tính của nó làm sao có thể hiên ngang lẫm liệt đoán chừng không có người nhìn chằm chằm vào chỉ sợ đã đi làm chuyện xấu. Thiên Triệu Dương tức giận lại còn nói đây là rác rưởi người mới là rác rưởi hắn muốn ngăn cản nhưng phải qua cửa nữ hoàng một là nữ hoàng thật cường đại hai là đối mặt nữ hoàng xinh đẹp hắn có thể độc ác được sao? cho nên hắn vô tri vô giác đã ra tay lưu tình lăng hàn cười tủm tỉm thu tất cả chuẩn tiên kim nếu vận khí tốt tiên ma kiếm có khả năng tấn thăng tới chuẩn tiên kiếm tam tinh hắn cười nói với thiên triệu dương cảm tạ ngươi hùng hồn giúp tiền trả cho ta một thiên triệu dương nổi giận cuối cùng hắn cũng phát động đại chiêu hắn điểm lên người một cái ngay sau đó một ký hiệu hình tròn xuất hiện bên trong vô cùng phức tạp sau đó tỏa sáng tấn công nữ hoàng một kích này nữ hoàng không dám đón đỡ bởi vì lực phá hoại thật đáng sợ, nếu chạm vào phân thân của nàng bị hủy diệt, nàng là bản thể cũng bị trọng thương. Ngàn vạn không nên xem thường một tên thánh tử đại giáo, có thể ngồi lên vị trí này đều giết ra từ trong đống thiên tài, hơn nữa bản thân cũng là yêu nghiệt. lang Hàn thét dài một tiếng, hắn vận dụng điện thiểm bay tới trước mặt nữ hoàng, nắm tay phải siết chặt và huyền âm mẫu thủy hóa thành thủy long quấn quanh cánh tay, hắn đấm tới. Chương 1956, chiến thú hiển uy. Tự tìm đường chết, thiên triệu dương nói thầm trong lòng ký hiệu này có thể đơn giản sao đó là đại năng tiên phủ cho gia tộc hắn tự tay gia trì nó là nguyên hình trong thức hải một khi vận dụng sẽ tiêu hao cần bổ sung nó có được uy lực cực kỳ kinh người có thể nói mạnh nhất trong trảm trần cảnh ngươi một nhị chả muốn ngăn cản nó không tìm đường chết thì gọi là cái gì lang hàn đánh một quyền ầm lúc này gió nổi mây phun đường núi chung quanh xuất hiện vết rách đá vụn bắn tung tóe như mưa cả ngọn núi xuất hiện vết sạn dài hẹp sau đó vô số đá vụn rơi xuống đất Phốc, thiên triệu dương lập tức cứng họng trước đó hắn còn muốn nhìn thấy hình ảnh lăng hàn bị đánh thành cặn bã sau khi nhìn thấy cảnh này liền nghi người quá ảo diệu rồi người dựa vào cái gì đánh nát quy tắc do đại năng tiên phủ cảnh gieo xuống chứ hắn tự nhiên sẽ không biết huyền âm mẫu thủy cấp bậc tiên vương nếu như so sánh với nhau nó tương đương với một vị tiên vương ra chỉ quy tắc trên người lăng hàn bởi vì bị tu vi lăng hàn áp chế nên phát huy uy lực có hạn nếu cảnh giới tương ứng lại có thể nghiền áp cùng dai. So độ cao quy tắc với Lăng Hàn chính là tự tìm khổ, theo ý nào đó mà nói, cho dù là tiên vương cũng không bằng Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn đã nắm giữ hai chủng thiên địa bổn nguyên. Sát khí trên người Lăng Hàn bộc phát, hắn có thể khẳng định, kẻ đánh lén lúc trước là do Thiên Triệu Dương sai xử, cho nên chủ mưu chân chính lại là Thiên Triệu Dương. Đối với loại người này, Lăng Hàn không khách khí chút nào, giết. Xem như các người vận khí tốt, Thiên Triệu Dương hất tay muốn rời đi. Ra tay đối phó Lăng Hàn, đó là bởi vì hắn muốn tranh công với Tử Hà Băng Vân. Hiện tại còn không ai biết Lăng Hàn đắc tội Tử Hà Băng Vân rất sâu, trừ mấy người nhìn thấy ngày đó, còn lại chỉ là phiên bản trong dân cư truyền ra mà thôi. Ví dụ như Lăng Hàn muốn phi lễ Tử Hà Băng Vân, ví dụ như Lăng Hàn nói uế ngữ trước mặt Tử Hà Băng Vân, thậm chí còn có nói Lăng Hàn lộ ra vật bất nhã trước mặt Tử Hà Băng Vân, nói tóm lại ai giết Lăng Hàn nhất định có thể tranh công với Tử Hà Băng Vân dùng thân phận của thiên triệu dương cũng không đặt chút công đó vào mắt mấu chốt là đáp quan hệ với thế lực tiên vương hơn nữa vạn nhất được tử hà băng vân vừa ý thì sao nói không chắc nha thiên triệu dương hắn có gì không tốt dầu gì cũng là thánh tử không bằng lạc trường phong là vì vấn đề cấp độ vấn đề tài nguyên cũng không phải thiên phủ yếu bởi vậy hắn vừa nhìn thấy lăng hàn muốn lập tức đi lên tấn công hắn suy nghĩ mình đường đường thánh tử sao có thể tự tay đánh lén người yếu hơn mình thật không ngờ chẳng những thủ hạ bị giết, hắn còn tổn thất kiếm trận chân quý, thậm chí vận dụng át chủ bài cũng không làm gì lăng hàn, điểm này làm hắn phiền muộn, làm gì còn chiến ý chứ. Còn đánh cái giám a hát, ngoan ngoãn tìm kiếm cơ duyên đi. Lăng hàn cười lạnh, người còn muốn chạy, hắn mở miệng, điềm nhiên nói, muốn đi, hỏi qua ta chưa, ha ha, thiên triệu dương vốn xứng sờ, sau đó cười to, cực kỳ xem thường. Thiên triệu dương ta muốn đi, chẳng lẽ người có thể ngăn cản được không có hứng lưu ngươi, chỉ muốn tiễn ngươi ra ngoài. Lăng Hàn thản nhiên nói, làm càn, thiên triệu dương lạnh khiển trách, hắn là ai? Một trong những người thừa kế thiên triệu ra, ngươi chỉ là một kẻ không căn cơ mà thôi. Trong tiên vực, thiên phú rất trọng yếu, nếu như không có xuất thân thì ngươi chẳng bằng cái rắm Nếu không vì sao hắn kém lạc trường phong nhiều như vậy? Sát ý của Lăng Hàn sôi trào, hắn muốn giết gà dọa khỉ, muốn để những người định ra tay với hắn biết sẽ trả giá như thế nào. Tuy hắn không sợ cường địch nhưng chán ghét thỉnh thoảng bị người ta đánh lén. Giết ngư như giết gà, hắn lãnh đạm lên tiếng, cũng không phải nói giết thiên triệu dương dễ dàng, mà là trong mắt lăng hàn hắn chỉ là một am miêu a cầu, giết đi không cần quan tâm tới. Thiên triệu dương tức giận toàn thân phát run, chỉ cảm thấy lăng hàn quá kiêu ngạo. Tuy hắn không thể giết lăng hàn, lăng hàn có thể giết hắn sao? Giết như gà, phi, ta không chấp nhặt với ngươi. Thiên triệu dương quyết định không để ý tới lăng hàn, sau khi ra khỏi tiềm long bí cảnh hắn sẽ đi đột phá phân hồn một khi hắn tiến vào phân hồn như vậy cho dù lăng hàn yêu nghiệt như thế nào trước mặt cường giả phân hồn cũng chỉ có đường chết mà thôi cho nên không cần nóng lòng nhất thời lại nói hắn không có thủ với lăng hàn không đáng lãng phí thời gian đấu sống đấu chết với đối phương không phải do ngươi lăng hàn giết đi ra vận dụng thập thú thuật tất cả hỏa diễm chiến thú xuất hiện chúng gào thét như sấm hiện tại hắn chỉ có thể vận chuyển thập thú thuật hoàn mỹ trong bí cảnh nếu như thế không bằng lợi dụng nhiều, bằng không sau khi rời khỏi, hắn cũng chỉ có thể vận chuyển hai đầu chiến thú, hơn nữa chiến lực còn kém xa nơi này. Mười chiến thú xuất hiện, quả thật là chiến lực làm người ta tuyệt vọng. Trong bí cảnh này, chảm trần xương vương, mười đầu chiến thú tứ chảm đỉnh phong có thể so sánh với vương giả, hơn nữa không sợ tử vong, không sợ bị thương, đội hình này sợ ai chứ? Cho dù là hoàng giả như lạc trường phong, tử hà băng vân phải tiến vào tứ chảm mới có thể chấn áp, hiện tại bảo bọn họ ngăn cản, chắc chắn sẽ nhượng bộ lui binh. Thiên triệu dương gào thét nhưng người đầu chiến thú vẫn vây công, cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Người chung quanh kinh hô, này 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 này, thiên triệu dương chính là người thừa kế của thiên triệu gia tộc đấy, hơn nữa còn là vương giả tứ trảm đỉnh phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn bị 10 chiến thú đẻ đánh, phải biết rằng chúng là bí thuật của lăng hàn mà thôi, bản thân người ta còn chưa ra tay đấy. Trời ạ, à, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là quái vật gì? khó trách hắn đắc tội tử hà băng vân còn sống vui vẻ như thế ai đấu với hắn đây có ít người khó tránh khỏi suy đoán chẳng lẽ lăng hàn thực sự phi lễ tử hà băng vân nếu không vì cái gì tử hà ra không mời chào và bồi dưỡng thiên tài như vậy tương lai nói không chừng là một vị tiên vương thiên triệu dương phi thường thật đáng buồn ai bảo hắn gặp lăng hàn trong bí cảnh cho dù thực lực chân thật của hắn hơn lăng hàn nhưng bây giờ hắn không thể làm gì thậm chí ngay cả tính mạng có giữ được hay không cũng là vấn đề chương 1957, khảo vấn đạo tâm. Nội tâm người chung quanh lo sợ, có chút người âm thầm may mắn, khá tốt chính mình không có ra tay, bằng không sẽ thê thảm. Một người đắc tội tiên vương gia tộc vẫn còn sống tới giờ, đó là tiểu nhân vật bọn họ có thể đối phó sao? Hay là lưu lại để tử hà băng vân tự mình giải quyết đi, có chém gió cũng không sợ, chỉ sợ bản thân mình vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, còn có một ít người tự cao có thực lực mạnh hơn thiên triệu dương, át chủ bài mạnh hơn nhiều cũng không có cách đuổi giết lăng hàn. Lăng Hàn, người không nên khinh người quá đáng. Thiên Triệu Dương tràn ngập nguy cơ, mười đầu chiến thú quá hung hãn, đã bước hắn vào tuyệt lộ, mà đáng giận là hắn không có biện pháp thoát ra. Chẳng lẽ lại ôm một đầu chiến thú đồng quy vô tận sao? Nếu hắn quyết định đồng quy vô tận với đám chiến thú, hắn sẽ bị gán cho cái biệt danh kẻ ngu xuẩn nhất thiên hạ. Khinh người con em ngươi, giết chính là ngươi. Lăng Hàn tức giận, chỉ cho phép ngươi ra tay với ta, làm gì có đạo lý như vậy. Thiên Triệu Dương lộ ra thần sắc hung ác, mười đầu chiến thú đã vây công hắn hắn chắc chắn ôm hận mà chết bởi vậy hắn phải đánh cược một lần tiêu diệt lăng hàn như vậy sẽ giải trừ nguy cơ với tư cách người thừa kế gia tộc tam tinh hắn là nưa ơi không thiếu quyết đoán quyết định chủ ý hắn lập tức thét lớn và lao về phía lăng hàn bành 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 mười thú vây công lúc này ngăn cản hắn trở về mỗi một đầu chiến thú có thực lực không kém hắn mười đầu liên thủ là khái niệm gì thiên triệu dương không có tư cách thoát vây hắn gào thét lúc này phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết chi lực bành trướng, chiến lực gia tăng rất lớn. Hắn đã thiêu đốt bổn nguyên chi lực, đạt được gia tăng chiến lực trong thời gian ngắn, nó chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn ngủi. Âm, hắn phá vòng vây lao ra, tấn công lăng hàn. Mười chiến thú không ngừng công kích, thiên triệu dương miến cưỡng có thể chống đỡ, nếu không một khi bị chậm lại sẽ lọt vào vây công. Cho dù thiêu đốt bổn nguyên liều mạng một chiêu cũng phải chết ngay sau đó, hắn có thể không dốc sức liều mạng sao. Phốc, thiên triệu dương liên tục thổ huyết, thân thể không ngừng ra tóc tấn công lăng hàn, hắn nghẹn một hơi, muốn chém giết lăng hàn. Chỉ cần làm thịt lăng hàn thì hắn có thể hóa giải kết cục phải chết. Thiên triệu dương lao tới, hắn thúc giục lực lượng còn sót lại phát động một kích cuối cùng tấn công lăng hàn. Đây thật sự là một kích cuối cùng, phá vòng vây thoát ra khỏi 10 đầu chiến thú làm hắn tiêu hao quá lớn, thân thụ trọng thương, đây là một kích liều chết của hắn, không thành công thì xả thân. Người thừa kế thế lực tam tinh ngưng tụ lực lượng toàn thân phát ra một kích cuối cùng, tuyệt đối không thể xem thường. Lăng Hàn không sợ, người đã nỏ mạnh hết đà, ta cần gì phải sợ ngươi. Hắn đánh một trưởng về phía Thiên Triệu Dương, ầm, Thiên Triệu Dương oanh kích tới, Lăng Hàn đồng thời triển khai hai môn tiên thuật, Tuế Nguyệt Thiên Thu không ngừng ăn mòn công kích của Thiên Triệu Dương thời gian quy tắc chính là lực lượng mạnh nhất dưới tiên vương, nếu không cũng không bị đinh ra ngấp nghé. Nhưng bởi vì cảnh giới cho nên không cách nào đánh tan công kích của Thiên Triệu Dương, lần trước Lăng Hàn sử dụng lưu đầy nhưng uy năng còn chưa phát huy tác dụng hoàn toàn. Lăng Hàn vươn tay bóp cổ Thiên Triệu Dương giống như bóp cổ con gà. Đáng thương Thiên Triệu Dương, tuy hắn là người thừa kế thế lực tam tinh nhưng bây giờ bị thương quá nặng liền sức hoàn thủ, cho nên hắn biến thành vô dụng. Một kích không kiến uy, hắn cũng ỉu xìu. Lăng Hàn, đủ rồi. Trong tiếng hừ lạnh, Thiên Triệu Điền đứng ra, khóe miệng hắn cười lạnh, trong nội tâm quả thực vui vẻ như nở hoa. Vì sao? Thiên Triệu Dương chính là đối thủ cạnh tranh của hắn, hắn bị Lăng Hàn đánh bại trước mặt mọi người, lại nhận hết sỉ nhục cho nên mang theo vết bẩn, gia hỏa này còn mặt mũi làm người thừa kế sao? Cho dù Thiên Triệu Dương mặt dạn mày dày không buông tha thân phận người thừa kế, hắn cũng sẽ tấu lên gia tộc, như thế nào cũng phải kéo Thiên Triệu Dương xuống. Nhưng hắn có thể nhìn Thiên Triệu Dương bị Lăng Hàn chém giết sao? Khó mà làm được, đến lúc đó gia tộc sẽ trách phạt hắn, không phải sao? Trơ mắt nhìn đồng tộc bị người ta khi nhục, bị giết ngươi còn không nói được câu nào người như vậy có tư cách gì làm gia chủ có thể trông cậy vào ngươi giữ gìn lợi ích của gia tộc sao cho nên xem đủ náo nhiệt thiên triệu điền cũng lên tiếng lang hàn không quan tâm tới đừng nói thiên triệu điền cho dù phó cao vân cũng không có khả năng ra lệnh cho hắn phải xem tâm tình của hắn cao hứng thì bán mặt mũi mất hứng thì sao ai thèm quan tâm tới ngươi tạp lang hàn dùng tay bẻ gãy cổ thiên triệu dương cử thiên hỏa hóa thành quy tắc rót vào thức hải thiên triệu dương chém giết thần hồn của đối phương, từ nay về sau không còn thiên triệu dương. Ngươi, thiên triệu điền giận tím mặt, không nghĩ tới lăng hàn lại dám giết người thừa kế thế lực tam tinh. Gia hỏa này biết rõ mình đắc tội thế lực tiên vương, bây giờ đã không kiêng nể gì. Lăng hàn lạnh lùng nhìn hắn, nói, như thế nào, không phục sao, không phục cứ tới đây, ta sẽ dạy ngươi viết chữ phục thế nào. Thiên triệu điền trừng mắt nhìn sang nhưng hắn không dám nói một câu kiên cường đáp trả. Lăng Hàn còn dám giết Thiên Triệu Dương, hắn tính là cái gì chứ? Lúc trước gia hỏa này không có thực lực cường đại bao nhiêu, hơn nữa không thấy hắn đột phá cảnh giới, tại sao hắn lại mạnh tới mức này? Đám người lâm phương, đằng xâm đúng lúc chạy tới, nhìn thấy lăng hàn khí phách như vậy, thiên triệu điền lại không dám nói gì đều tắc tắc kêu kỳ lạ, ai có thể nghĩ đến, một tùy tùng phó ra lại ép thiên triệu điền không phát tính tình. Bọn họ cũng có ý niệm chém giết lăng hàn trong đầu, hệ hiện tại đều thu hồi ý niệm này. Ít nhất trong bí cảnh sẽ không chọc lăng hàn, Lăng Hàn nhìn mọi người, sau đó dẫn tay nữ hoàng đi lên đỉnh núi, chiến đấu hai trận, khí phách của hắn đã xâm nhập nhân tâm, ai dám đối địch với hắn. Có ít người nói thầm trong lòng, hiện tại ngươi đắc chí gì, sau khi rời khỏi bí cảnh ngươi sẽ lộ nguyên hình. Một chạm trần nho nhỏ không có bối cảnh gì lại dám hung hăng càn quấy. Lăng Hàn và nữ hoàng đi vào đỉnh núi, nhìn thấy đại điện nguy nga trước mặt, bề ngoài màu đen như mực, tường ngoài còn có điêu khắc hình rồng dài hẹp nhưng không cho người ta cảm giác trang nghiêm và cường đại, mà là vô cùng tà ác. Trong một ít truyền thuyết, Hắc Long đại biểu cho tà ác, đại biểu hủy diệt. Chương 1958, bảy dập, Thang Long điện, trên cửa cung điện có ba chữ tỏa sáng, càng có khí phách cuồng ngạo vạn cổ. Cửa điện mở ra, có thể nhìn thấy bên trong không có bóng người. Theo lý mà nói, Lăng Hàn và nữ hoàng tuyệt đối không phải đám người đầu tiên đi tới nơi này, những người trước đó đâu? Hai người nhìn nhau sau đó đi vào bên trong, bọn họ cảm thấy lực lượng cường đại ập tới không thể không buông tay đối phương ra, sau đó thân thể chấn động, bọn họ tiến vào không gian đen kịt. Việc này không kỳ quái, rất rõ ràng chính là khảo nghiệm. Lăng Hàn đã có chuẩn bị tâm lý, hắn đoán có một thạch đầu nhân chạy tới hoặc đại loại như vậy, sẽ đánh một hồi và vượt qua kiểm tra. Sẽ như hắn nghĩ sao, lúc này có ba đạo hào quang hội tụ, sau đó ngưng tụ thành một nhân hình không thấy rõ mặt, dù sao giống người, cao chừng một trường. Người trẻ tuổi, tại sao người tu luyện? hình người lên tiếng giống như đang hỏi việc nhà. Lang Hàn a hát một tiếng, sau đó cảm thấy ngoài ý muốn. hắn đã chuẩn bị đại chiến một hồi, không nghĩ tới lại là như thế. tại sao phải tu luyện? Lang Hàn suy nghĩ, nói vì có được thực lực cường đại, có thể lựa chọn con đường mình đi, có thể bảo vệ người bên cạnh, có thể đứng thẳng làm người. câu này trong quy trong củ, người trong hào quang đánh giá, nói là một việc, đạo tâm của ngươi vô cùng vững chắc, người có thủ vững trước tịch mịch khi tu luyện không? Lăng Hàn gật đầu, kế tiếp sẽ khảo vấn đạo tâm của ngươi, ngươi không được lên tiếng, lên tiếng liền thất bại. Người trong hào quang lên tiếng, sau đó điểm về phía Lăng Hàn. "Ông." Lăng Hàn cảm thấy chung quanh biến thành tối tăm. Hắn đánh mất ngũ giác, nhìn không thấy, nghe không được, cũng không cảm giác được cái gì. Đây là thể nghiệm đáng sợ, còn sống nhưng không khác gì đã chết. Khá tốt Lăng Hàn đã từng thể nghiệm như vậy không ít, hắn thử thiêu đốt Cửu Thiên Hỏa nhưng hắn phát hiện mất đi liên hệ với Cửu Thiên Hỏa chẳng lẽ thần hồn của hắn bị gỡ ấu kín nếu không vì sao không cảm ứng được cử thiên hỏa đây chính là bổn nguyên chi lực của hắn nếu thần hồn bị gỡ ấu kín thời gian này đã mất đi ý tứ một giây cũng trở nên dày rằng rạc. đây là khảo vấn đạo tâm người có thể giấu giếm ai lang hàn trầm mặc trong lúc đánh mất ngũ giác và cảm nhận được lạnh lùng như băng một cách tinh tế đột nhiên hắn phát hiện ngộ đạo trong tình huống như vậy cũng là trải nghiệm không tệ điều kiện tiên quyết là sẽ không bị cảm giác chết đi bước cho điên đạo tâm kiên định mới có thể trực diện tất cả. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, một trăm năm, hai trăm năm. Lăng Hàn mất đi ý niệm thời gian, chỉ cảm thấy mình ở trong trạng thái này ngàn vạn năm, đạo tâm của hắn không thay đổi. Bởi vì hắn tìm được một chuyện có ý nghĩa, đó chính là cảm mộ đại đạo. Không phải chưa lên nhị trảm đỉnh phong thì không cảm mộ được cái gì. Trước kia hắn cũng thể nghiệm cảm giác mất đi ngũ giác nhưng cả hai không giống nhau, khi đó hắn có thể tiến vào hắc tháp, có thể vận dụng tất cả thủ đoạn trong người, nhưng lúc hắn bị chặt đứt liên hệ với thần hồn, hắn bị giam trong khu vực đặc biệt của Thức Hải. Dưới trạng thái này hắn vẫn có thể bài trừ tất cả phiền não chuyên tâm ngộ đạo. Hắn không thể tránh né, hư không tịch mịch bắt đầu ăn mòn hắn, khảo vấn đạo tâm của hắn, muốn kéo hắn vào vực sâu hắc ám. Trong võ đạo giới gọi là nghiệp chướng, mỗi người đều gặp được, chỉ là mạnh yếu có khác, trong tình huống bình thường đại bộ phận mọi người có thể nhịn được tình hình hiện tại phi thường cực đoan, rất khó khăn rất khó khăn. Lăng Hàn bảo vệ tâm thần, hắn chuyên tâm ngộ đạo, quản ngươi đông tây nam bắc, tâm ta hướng đạo, chấp nhất không thay đổi. Cũng không biết qua bao lâu, hắn gặp được bình cảnh, đụng phải hạn mức cao nhất của quy tắc. Hắn sinh ra hiểu ra, mình đã tới nhị trảm đỉnh phong. Nguyên lực của hắn đã sớm đạt tới cực hạn, hiện tại lĩnh ngộ quy tắc cũng tới, vậy cũng chỉ có đột phá, không đột phá khó tiến thêm. Người trẻ tuổi, người vượt qua kiểm tra giọng nói vang lên bên tai lăng hàn, không gian chung quanh hắn khôi phục như cũ, nơi này vẫn là thạch thất lúc trước, người trong hào quang đứng chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình. Lăng hàn vui mừng lẫn sợ hãi, hắn vốn cho rằng muốn đạt tới nhị trảm đỉnh phong cũng cần thời gian trăm năm, trừ phi có tiên dược ăn vào tăng đạo tắc cảm ngộ, hơn nữa thành lập vào việc hắn ngồi dưới luân hồi thụ, trong cơ thể có hai đạo thiên địa bổn nguyên làm cơ sở. Nhưng bây giờ hắn lại vượt qua giai đoạn này, hắn mới trải qua bao lâu, trong lúc nội tâm có nghi vấn, chỉ thấy thạch thất mở ra, lúc này có một thân ảnh đánh tới, xoát, kiếm khí tung hoành chém thẳng về phía lăng hàn. Cuồng đồ, chết đi, đó là nữ tử phi thường xinh đẹp, nhưng lúc này trên mặt lạnh buốt như băng, không phải tử hà băng vân là ai. Một kiếm này cực kỳ đáng sợ, kiếm khí có thể làm đại đạo rung động. Lăng hàn cao mày, nữ nhân này cũng tới đây, trùng hợp sao? Hắn bị sát khí bao phủ, hơn nữa hắn không có bao nhiêu hảo cảm với nữ nhân như tử hà băng vân, một người giận cho đánh mèo muốn giết người, đúng là bị làm hư. Cho rằng hắn không dám giết người sao, thân thể lăng hàn lao nhanh, hai nắm siết chặt, hai đại thiên địa bổn nguyên đồng thời vận chuyển, một quyền nóng bỏng, một quyền rét lạnh hình thành hai cực tấn công tử Hà Băng Vân. Âm 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 âm, hai người đối chiến, hiển nhiên tử Hà Băng Vân cũng cảm nhận được chỗ tốt thật lớn, nàng từ tam trảm sơ kỳ tăng lên tới tam trảm đỉnh phong, chiến lực hoàn toàn nghiền áp lăng hàn. Có thể không chịu nổi khí lực lăng hàn cường đại, muốn làm hắn bị thương quá khó khăn ác tặc ta hận không thể ăn thịt uống máu của ngươi tử hà băng vân vừa tấn công vừa tức giận mắng chửi đôi mắt đẹp mở to giống như vô tận ủy khuất lại như mang theo lửa giận ngập trời lăng hàn im lặng rốt cuộc là ai gây ai trước hắn muốn khiển trách nhưng nội tâm dùng mình tại sao lại trùng hợp như thế người khác không đến hết lần này tới lần khác lại là tử hà băng vân người trong hào quang đã nói khảo vấn đạo tâm không thể lên tiếng vạn nhất cái gọi là vượt qua lúc trước chỉ là một bộ phận khảo nghiệm thì sao? Có suy nghĩ như thế, Lăng Hàn lập tức phát hiện không đúng, cho dù uy lực huyền âm mẫu thủy và cửu thiên hỏa rất mạnh nhưng không có khí tức trí cao vô thượng của thiên địa bổn nguyên, hơn nữa hắn không cảm ứng được hắc tháp. chương 1959, Ngộ Thượng Có lẽ có phát hiện như vậy cho nên hắn kinh hỉ với câu nói vượt qua kiểm tra, sau đó là từ Hà Băng Vân giết ra, hoàn toàn liên tục với nhau, căn bản không cho hắn thời gian cân nhắc. Đây là một khâu trong khảo nghiệm, nếu ai lơ là sơ suất sẽ trúng chiêu. Có phát hiện như vậy, Lăng Hàn không có khả năng nói gì, hắn chỉ toàn lực ngăn ản tử Hà Băng Vân tấn công điên cuồng. Hắn cũng phát hiện khí lực của mình cường đại nhưng cũng không thể đạt tới tình trạng bất diệt thiên kinh tôi luyện ra, hiển nhiên có một loại thủ đoạn nào đó mô phỏng thủ đoạn của hắn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bất diệt thiên kinh, huyền âm mẫu thủy, cửu thiên hỏa đều rất cao cấp. Hai đại thiên địa bổn nguyên, một là vài môn tiên vương pháp dung hợp mà thành, người có thể mơ phỏng hay sao? Nơi này là gì chỉ tiên vương đại giáo, nơi này có thủ đoạn tiên vương bố trí xuống nhưng người không có mặt, bằng vào thủ đoạn lưu lại có thể hoàn mỹ mô phỏng công pháp của ba tiên vương hay sao? Đây là nói đùa, cho nên cẩn thận tìm hiểu và kiểm tra, hắn phát hiện rất nhiều sơ hở. Đã như thế ta có thể mạnh hơn một ít hay không? Nội tâm lăng hàn nghĩ tới ta không phải chạm chân, ta là phân hồn. Oanh, hắn bộc phát khí thế cực kỳ cường đại một kích nghiền áp, Tử Hà Băng Vân bị đánh tan thành hóa thành quang ảnh biến mất. Không tệ, không tệ, lúc này người trong hào quang lên tiếng, cảnh vật trước mặt biến hóa quá nhanh, nếu không phải lực cảm ứng của Lăng Hàn vô cùng nhạy cảm, hắn căn bản không cảm ứng được gì. Đầu tiên hắn câu thông hắc tháp, phát hiện có thể liền yên lòng. Lần này hắn thật sự vượt qua khảo nghiệm, hắn cảm ứng tình huống thân thể của mình, thời gian trôi qua có thể thông qua thân thể biến hóa vi diệu mà đoán ra được chỉ trong nháy mắt hắn ngạc nhiên bởi vì hắn mới vượt qua vài giây mà thôi chỉ vài giây ngắn ngủi hắn liền đột phá nhị trảm trung kỳ tiến vào nhị trảm đỉnh phong đúng là quá kỳ tích đây là thủ đoạn tiên vương sao hắn hiểu ra nói là khảo nghiệm nhưng cũng là tạo hóa năm đó thời điểm tiên vương đại giáo còn tồn tại cũng không phải ai muốn vào cũng được mà là chọn lựa đệ tử hạch tâm kỹ càng lại uống luân hồi trà thăng long điện thăng long điện khó trách nơi này mới là nơi tiềm long thăng thiên ngươi hiểu Người trong hào quang gật đầu, nói, đây đúng là khảo nghiệm nhưng lại là cơ duyên, có thể bắt được hay không phải xem đạo tâm của ngươi vững chắc hay không, cả đời người chỉ có một cơ hội như thế, hơn nữa chỉ hạn chế trong chảm trần, nếu không thần hồn sẽ bị thương chí mạng, có hại vô ích, vô vọng trở thành tiên vương. Lăng Hàn Hiếu Kỳ, nói, ta nhịn tịch mịch, giữ vững đạo tâm, đạt được tạo hóa, nhưng nếu như không thông qua khảo nghiệm thì sao? Kỳ thật tử Hà Băng Vân Giả mới là khảo nghiệm, cũng có thể nói là bảy dập người trong hào quang nói chuyện không mang theo tình cảm vậy ngươi không thể tiến vào nơi đó tìm kiếm cơ duyên lớn hơn cơ duyên gì lăng hàn hỏi người trong hào quang không trả lời hắn chỉ điểm một chỉ về phía lăng hàn ông lăng hàn cảm thấy hoa mắt không gian thay đổi hắn chuyển sang nơi khác đó là rừng đào rừng đào lớn không biết bao nhiêu hiện tại là thời điểm hoa đào nở rộ màu hồng phấn bao phủ không gian hương khí phiêu động làm người ta vui vẻ thoải mái tại tiên vực tất cả thực vật sẽ phát triển thiên hướng nào đó động một chút là cao vài vạn trượng cây cối nhỏ nhắn bình thường cao mấy chục van dược thậm chí đại gia hỏa chân chính cao tới trăm vạn trượng cây đào tại nơi này nhỏ nhắn bình thường chúng chỉ cao hai trượng cánh hoa rơi xuống đất cực đẹp đầu tiên lăng hàn cảm ứng trạng thái thân thể của mình xác định nơi này là chân tơ lúc này mới đi nhanh về phía trước hắn không có mục tiêu gì tùy ý đi căn bản không phân biệt được đông tây nam bắc qua một lúc hắn dừng lại Hắn có cảm giác nếu đi tiếp như vậy, hắn vĩnh viễn không có khả năng đi ra ngoài. Người trong hào quang nói, thông qua khảo nghiệm thứ hai có khả năng đạt được đại tạo hóa. Cái này là sao? Đương nhiên đại tạo hóa không thể cho ngươi, đây là khảo nghiệm. Lăng Hàn nhìn chung quanh, hắn nhìn thấy cây đào mọc thành từng cụm, màu hoa hồng phấn giống như đây là thế giới cây đào. Ân, ánh mắt của hắn co giật, cho dù cây đào xếp đặt chỉnh thể nhưng phía trước lại xuất hiện sai lệch, có một cây đào hơi lệch ra vốn chỉnh tề nhưng vì một cây như vậy lại phá hủy mỹ hảo lang hàn bay qua dùng nơi này làm tâm điểm hắn nhanh chóng tìm kiếm cây đào lệch ra khác hắn không ngừng tìm kiếm khác loại thân ảnh bay vút hắn đi như vậy suốt hai ngày hắn không rõ có phải mình đang chạy loạn trong rừng đào hay không không đúng lang hàn lắc đầu rời khỏi con đường muốn đạt được cơ duyên đâu dễ dàng như thế chứ hắn đáp xuống và ngồi xuống đất trong đầu nhớ lại tình cảnh ban đầu đạt tới độ cao của hắn con đường đi qua như khắc vào lạc ấn, chỉ cần hắn muốn nhớ lại sẽ tái hiện như bộ phim. Nhất định có quy luật, Lăng Hàn tự nói với mình, hắn nhớ lại, sau đó vào hắc tháp và ngồi dưới luân hồi thụ thôi diễn. Qua một ngày sau, hắn mở mắt ra và tươi cười. Hắn tự tin tìm được đường chính xác, phu quân, thiên phượng thần nữ đi tới, hiện tại trong hắc tháp chỉ có một mình nàng mà thôi. Ngay cả tu la ma đến nịnh nọt cũng bị lăng hàn ném ở hắc nguyệt phó thành, đương nhiên nàng quạnh quẽ không ai trò chuyện lăng hàn an ủi nàng một lúc không có biện pháp nàng còn chưa bước vào chảm trần căn bản không thể đi lại trong tiềm long bí cảnh sau khi bước ra khỏi hắc tháp lăng hàn đi nhanh về phía trơ ức hắn có tính toán kỹ càng ồ hắn nhìn thấy trơ ức mặt là một bóng áo hồng bồng bềnh bóng lưng vô hạn mỹ hảo tuyệt đối là tuyệt tác vô thượng của nhân gian lão bà hắn lập tức kêu lên nữ hoàng dừng bước lại xoay đầu nhìn sang trên dung mạo cao ngạo tuyệt mỹ xuất hiện nụ cười mê người cả rừng đào mất đi nhan sắc hoàn toàn ảm đạm khi so sánh với nụ cười của nàng. Lăng Hàn đi qua, nữ hoàng chào đón, hai người ôm nhau, chỉ cảm thấy mặc dù chỉ cách nhau vài ngày nhưng lại vượt qua vài thế hệ. Từ ý nào đó thì đúng thế, thần hồn của bọn họ bị dùng thủ đoạn nào đó cách ly ra, bỏ qua thời gian, có thể chuyên tâm ngộ đạo. Bình thường mà nói, bọn họ cần mấy trăm vạn năm mới có thể đi tới bước này, bởi vậy nhìn như chỉ mấy giây nhưng thần hồn của bọn họ đã trải qua mấy trăm vạn năm.